mấy cân? Chắc tầm 3-4 cân hay đã của sao thế rồi nhỉ? Trời, làm cái con này hổng mõm bọn nó đi. Giấm nữa. Ra ngoài kia đi chị. Tâm hồn ăn uống một giờ này vừa ăn no xong. Trời đẹp quá nhỉ. Để cho con nghe máy phải không? Hello các tình yêu, hôm nay toàn mẫu đẹp thôi, các chị vào đi. Em Hoa có nghe gì đâu? Đâu cái máy của Huyền đâu rồi? Cái Huyền Trường ấy. Có bác nào đang xem được like của em, các chị cho em xin một nút chấm nha các chị yêu nhá, thả tim giúp em với. Hôm nay nhiều mẫu đẹp lắm luôn các chị ạ. Không có cổ hôm nay về rồi nhá, và toàn mẫu xinh thôi, các chị nhìn nàng này. Yeah. Đẹp ơi là đẹp luôn, cái họa tiết của nó em ưng dã man luôn. Tôi xin đừng kho ấy. Có không? Sẵn sàng nhìn ở nhà ấy có để kiếm tập về viên lên chỗ. Nhìn là thông nghĩ thêm nhà ấy cũng sẵn. Nhà tao đầy. Ở cổng. Tí về lọ mọ đi đổ xà. Ở cái vào cái Thảo ấy. Thảo đi học. Làm gì nó ở nhà mà. Không, thủ nhà nó lọ mọ. Có nhà cái Hoa có tụi gì. Rồi các chị đợi em một chút, em chia sẻ cái bài lên cái trang page của em ấy nhá. Huyền bảo tô mang cho chị cái sạc iPhone của chị đấy. Là bố nói. Mạng chậm lắm. Hả? Mạng chậm lắm. Nóng thế chị bật cái quạt bên này chị. Rồi hello mọi người. Em lên luôn đây, quần em mang nó là cái mã Q035 mà hôm qua hết hàng ấy, hôm nay lại về được thêm một ít nữa các chị nhá. Áo em mặc là cái phông có cổ hàng VIP xịn các chị này. Để chị ạ, xinh ơi là xinh luôn, hàng Quảng Châu hôm nay mẫu mới về và toàn màu đẹp thôi. Các chị màu này. Để chị ạ, xuất sắc luôn các chị yêu nhá. Mà áo em mặc là mã gì nhỉ chị nhỏ? Lên em là mã H1 nhá. Để chị ạ, H1 và kèm với số điện thoại cho em. Các bác nhìn nào, phông này. Dòng phông polo đến 65-66 cân đổ về. Và các chị nhà mình trên 40 cân đổ lên, đến 65-66 cân đổ về em chúc đơn hàng ạ. Lên mã lên đơn chỉ là H1 và kèm số điện thoại. Em có đủ màu đủ size luôn là MLXL. MLXL ạ, comment chuẩn mã hàng chưa là H1 nhá. Em thả buông đây chị này. Phông này phông vừa đấy, hàng của nó là hàng mắc đen cho em. Đây phông vừa cho em này, siêu xinh luôn, chất co giãn. Các chị nhìn họa tiết của nó cực đẹp luôn nhá. Đây em đang có là màu 67 cân, mã này mặc XL cũng được nhưng mà tùy chiều cao. Các bác nhìn hàng này. Ok chị, siêu phẩm luôn. Em đang có màu đen. Đấy chị ạ, tông màu thứ hai là tông màu vàng nhá. Tông màu thứ ba tông màu xanh, màu đỏ, màu trắng, tất cả là bảng mẫu em có 5 màu. Em đang có 5 màu và các bác mình chia sẻ nhìn bên em mình có đơn mã này cho em, tại mẫu này là mẫu mới, số lượng có ít nhá các chị yêu nhá. Lên mã sản phẩm là H1. Được chị ạ, giá chốt trên like là 100 ạ. 89.000 đồng một áo. Ok chị ạ, 189 đồng cổ phông bọc viền cho em, hàng tem đen, hàng Quảng Châu cho em. Xuất sắc luôn, có size tầm 65-66 cân đổ về nhá. 65-66 cân đổ về và từ 40-42 cân, 41-42 cân đổ lên. Đến 65-66 cân đổ về em chốt đơn hàng ạ. Lên mã lên đơn là mã H1 các chị ơi.
Ok chị ạ, H1 và cộng cho số điện thoại cho em. Các chị mình chốt đơn hàng này. Phong polo cực xinh luôn, 189 cho em. Ok chị ạ, 189. Các chị mình chọn màu, chọn size vừa nhá. Em đang có màu đỏ này. Để chạm màu xanh, màu trắng, màu đen, màu vàng, 5 màu. Các em chuẩn mã hàng giúp em với chất liệu co dạng 4 chiều, không bị cắn chỉ. Đấy, chị Tân Tú đặt lại hộ em với chị Nguyễn Hằng, Lê Hiền, ok. Mã này các chị nhanh tay đủ màu, đủ size luôn. Bác nào đặt đồng phục thì đặt luôn nhá. Chị nào đặt đồng phục đặt luôn hộ mà em mã này này. Chất cốt tông non cho em co dạng 4 chiều, không bị cắn chỉ. Để chạm nó không bị mất form luôn, các chị yêu nhìn hàng này. Để chạm cổ phong mộc viền cho em. Những cái dòng, cái hàng mắc em bán rất là nhiều rồi. Nhưng hôm nay của nó sẽ về mẫu mới, siêu nhá. Về mẫu mới cho em, siêu xinh luôn, H1 ạ. Chị Nga Hoàng, anh Phùng có, Nguyễn Huyền có ạ. Chị Tân Sơn, ok em chốt đơn. Mình chọn màu, mình chọn size vừa cho em ạ. Hôm nay được về được cái màu xanh đậm đậm, ơi lẻ đẹp luôn các chị này. Để chạm đẹp ơi là đẹp luôn. Hình nào, hình này của em là hình thêu, chị nhắc hình thêu cho em này. Rất là sắc nét luôn. Lên chuẩn mã hàng chứ là H1 nha các chị ơi. H1 chọn màu, chọn size vừa. Đem thử các bác xem màu trắng. Lâu lắm mới về được cái áo phông có cổ đẹp như thế này các chị ạ. Chị Đào Nguyễn có, Ngọc Đào, Loan Kim, ok. Chị Thanh Hà, ok em chốt đơn hàng. 6566 cân đổ về nhé, em có size vừa. Ok chưa ạ? Đây các chị này, size M là size nhỏ nhất cho em. Size M, size nhỏ nhất cho em, một con áo phông xịn này. Những cái dòng này bên ngoài các chị vẫn đang mua trên dưới 300 nghìn một áo. Ok chưa ạ? Chị, ok chị Liên Hòa, Trích Dung, Thảo Nguyễn, ok. Em thử các bác xem cái màu xanh này, cái màu xanh đợt này về nó đậm màu đẹp lắm nha các chị ơi. Nó không phải là màu xanh xanh sáng như mọi khi nữa, mà của nó là tông màu xanh đậm đấy ạ. Đây, em bảo rồi, hàng đẹp xuất sắc luôn. Trời ơi, đủ size số. Bác nào đặt đồng phục, các bác đặt luôn mẫu này cũng được này. Để cho siêu xinh luôn nhá. Cái màu nó cũng yêu. Nói chung là tông màu đậm, nó không phải tông màu xanh 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 sáng đâu nhá. Để cho quần em có là Q035. Quần em mặc là quần Q035, là cái mã hôm qua nó còn đúng một cái ấy. Thì hôm nay em về bù được hàng rồi. Bác nào chưa đặt được hôm nay lên luôn nhá. Tại vì là em cũng nghĩ là hàng này nó không về nữa, nhưng mà may quá về được một chuyến để bù hàng với khách hàng luôn. Quần em mặc là Q035, đó là quần bò giấy. Được chưa ạ? Cái này là quần bò giấy, em có là size 27, 28, 29. Quần hàng Quảng Châu cho em, quần bò ống ống suông các chị nhá. Được chưa ạ? Quần bò ống suông các chị nhìn hàng này. Siêu đẹp luôn, mỗi này các chị mặc với lại phông có cổ, nói chung là những cái dòng phông các chị mặc rất là đẹp luôn. Gu xì xanh đỏ chị Thảo Châu ơi, comment giúp em là áo em mặc là H1 nhá chị ơi. Mình chọn màu cho em. Bây giờ mình bỏ cho em cái này xuống để em treo cái mẫu áo chị ơi. Em treo cái màu áo lên cái. Rồi mình cứ chọn màu, chọn size vừa cho em. Xanh nhé chị, là xanh đậm nhá. Màu vàng cũng là vàng đậm cho em. Ok chị ạ, vàng cũng là vàng đậm. Cái quần này các chị sơ vi này cũng đẹp này. Ok chị ạ, sơ vi này cũng đẹp. Các chị thả buông áo cũng đẹp luôn. Rồi ạ, chị Nguyễn Huyền có này. Chị Thảo Châu comment chuẩn mã giúp em với. Chị Hiền Trần có này, Quang Minh Nguyễn, ok em chốt đơn ạ. Đủ màu đủ size các bác mình lên luôn nhá. Quần em mặc là Q035. Là bao nhiêu tiền nhỉ? Đây các bác nhìn xem một con quần này, bò giấy ống suông cho em, form là các chị tầm khoảng là 47 cân. 47 cân đến tầm khoảng là 62 cân đổ về em chốt đơn hàng. Ok chị ạ, 47 đến 62 cân đổ về em chốt đơn hàng. Lên mã lên đơn chứ là mã Q035 kèm theo số điện thoại ạ. Mã này em chốt trên live ạ. Hôm nay nó chỉ về được mấy chục quần nữa các chị ơi nhá. Chốt trên live stream thì em mã Q035 với giá là 290.000 đồng một quần. 290.000. Ok cho em bao giá các bác mình luôn. Toàn bộ hàng Quảng Châu các chị này. Chất bò giấy cho em. Đấy các chị nhìn hàng này, siêu đẹp luôn nhá, cho các chị xem luôn. Những cái hàng cao cấp này các chị đều có những cái kiểu kiểu như này này. Để chặn những cái dây như kiểu mình để mình phơi quần nó đỡ bị rơi xuống ấy. Để chặn comment chuẩn mã hàng và kèm số điện thoại trên này các bác mình chốt đơn nhá. Giá chốt trên line em là 290.000 một quần, mã Q035. Áo em mặc màu đen đi đầu ok đợi em tí. Áo này là 190 chị ơi, áo 190, quần là 290. Đấy, toàn bộ hàng siêu cấp xuất sắc luôn ạ. Áo phông em mặc 66 cân có vừa, mình cứ mặc XL cho em, tại vì hàng co giãn mà chị. Hàng này hàng chất co giãn cho em ạ, rất là đẹp luôn các chị yêu nhá. Đây ạ, màu đen có luôn chị ơi, bao màu đen đây. Ok chị ạ, màu đen này, toàn siêu phẩm ạ, hàng mới về luôn các chị yêu. Mã hàng cộng số điện thoại ạ, chị Long Lâm lấy đi chị là màu đen đi. Không có hết đấy, tại vì hàng mới về nó có đủ size số ạ. Quần Q035 ạ. Ok chị Hương Nguyễn này, áo em mặc là 190.000. Phong em mặc với các chị tầm 41-42 cân đổ lên. Đấy, H1 là 190 cho em. Chị Lê Mai rồi, ok em chốt đơn hàng. Đây em thử màu đen những cái chiều nhá. Đủ màu đủ size mấy chị. Đấy chị ạ, phong đủ màu đủ size luôn. Các chị nhìn họa tiết của nó này cực kỳ là xinh luôn nha. Đấy chị ạ, hình logo để theo cho em. Đấy, mẫu mới, phong cổ bọc viền chất nó rất là mát luôn. Đây buông áo đây chị này. Phong này nó bình thường, nó không bị dài quá đâu chị ơi. Không dài quá, không ngắn quá cho em. Em mặc size nhỏ này. Em đang mặc size nhỏ nhá. Mình comment chuẩn mã hàng mà kèm theo số điện thoại trên là các chị mình chốt đơn.
là bảng màu em đang có là màu vàng ạ, màu trắng đây. Ok chị ạ, màu vàng, màu trắng, màu đỏ, màu đen, màu xanh, vàng, trắng, đỏ, đen, xanh ạ. Comment chuẩn mã hàng và kèm theo số điện thoại cho em là các chị mình chốt đơn. Siêu đẹp luôn các chị ơi nhá, nhìn cái bảng màu này rất là yêu luôn. Nhận hàng kiểm tra hàng thêm thoải mái trên thanh toán toàn bộ hàng Quảng Châu luôn ạ. Có màu vàng đây ạ. Các chị em thử màu vàng lên luôn nhá. Ok chị em thử màu vàng lên luôn. Vàng bên ngoài nó là vàng đậm đấy, không phải vàng chanh đâu. Đấy chị ạ, vàng đậm rất là đẹp luôn mà nó rất là tôn da, nó không bị dìm cái màu da đâu ạ. Các em thử màu vàng, các bác đợi em một chút nha. Em cứ lên dần dần, hôm nay nhiều mẫu mới về lắm đấy. Quần Q035 là 209. Đây, màu vàng đây. Vàng bên ngoài là vàng đậm thôi. Ok chị ạ, Q035 và kèm theo số điện thoại cho các chị mình lên đơn. Q035 là quần nhá các chị nhá. Phí thì tặng có Trần Thiện, có Xoan Bùi rồi ok. Nguyễn Thị Thu, chị có lấy màu vàng lên luôn mã hàng đi chị. Áo này là 190.000, quần là 290, áo là 190. Chị Lệ Lệ rồi ok, em chốt đơn nhá. Điều muốn nói rồi ok, có đơn hàng ạ. Lấy H1 màu vàng luôn cho chị. Ok chị Thảo Châu, mình có comment chuẩn mã cho em đi. Trời ơi, 5 màu đều đẹp luôn các chị ạ. 5 màu về đều đẹp luôn nhá. Màu năm nay là nó tông màu của nó tông màu trầm. Đấy chị ạ, vàng cũng là vàng của vàng đậm mà xanh cũng là xanh đậm nhá. Đấy, các khác hẳn cái tông màu xanh của năm ngoái. Khác hẳn tông màu xanh năm ngoái và họa tiết của nó cũng rất là xinh luôn các chị này. Nhìn màu giúp em nhá. Lên mã lên đơn cho là mã H1 ạ, kèm số điện thoại. Quần em mặc là Q035. Chị Kubi rồi. Ok, màu xanh, màu đen, size M này. À, chị Hương quê có, chị Hồng Phương ok. Đây các chị nhá, có đủ màu luôn, có cả màu đen này. Đây đen này, họa tiết cực xinh luôn, trẻ trung nhá. Đấy chị ạ, form dáng đẹp này, không có cổ mặc không bao giờ mình bị đội mốt luôn. Comment chuẩn mã cho em là H1 và kèm số điện thoại. Tiếp theo em qua mẫu, quần em mặc là mã Q035 các bác ơi. Quần em mặc là Q035 và kèm số điện thoại. À, đũi sớ á. Đây, à đũi sớ em còn. Đũi sớ còn nhưng mà còn lẻ màu thôi chị ơi. Tiếp theo là cái mã gì nhỉ? Quần legging nhá. Hôm nay về được quần Q4 rồi, bác nào chưa chốt được quần Q4 thì em các chị cho em xin một nút thả tim với. Mã này thì em bán là các chị này, lâu lắm mới về được hàng đây. Để chặn lâu lắm mới về được hàng, về đủ size số đến 2XL luôn, từ S đến 2XL ạ. Các bác mà like, đang xem like của em cho em xin một nút thả tim và chia sẻ bài giúp em nhá. Chị Hồng Nhi có ạ, Q1 còn, chị Viên Viên có, Trần Sinh ạ, khuyên hàng ok. Đấy, chị nào chốt quần này các chị lên đơn ạ, mặc nhẹ tênh luôn ý. Đấy, nữa là chị nào mà chân nhỏ ấy, chân nhỏ, chân to các chị mặc những cái dáng này các chị mặc nó che khuyết điểm rất là tốt luôn. Đây ạ, kiểu dáng xung xuông cho em nhá. Lên đơn hàng cho em ạ, mặc nhẹ lắm các chị ạ. Những cái quần bò giấy của hàng Quảng Châu các chị này. Cạc to, ghen đục cực tốt luôn. Mày sơ vi, mình để bình thường cũng đẹp nhá các chị yêu nhá. Áo 65 cân có size vừa, chị Vo Quỳnh ơi, chị Trần Thiện có, chị Minh Anh ok, chị Nguyễn Nhan có đơn hàng ạ. Các chị cứ không ai lên đơn, thì em sẽ là gọi điện chốt đơn hàng và tư vấn các chị chọn size vừa sau nhá. Chị Minh Anh có, chị Trà Thanh đặt lại hộ em với, chị ơi chắc bị sót đơn hàng rồi. Với lại đơn hôm qua thì em chưa chốt xong luôn nhá. Chị Hảo Lê rồi ok, chốt đơn hàng hai cái màu vàng màu trắng ok thì yêu. Thế thì em thử mặc các chị xem cái màu đen của nó luôn đi. Đây thì mẫu mới em sẽ lên các chị lâu lâu một chút nhá, để cho các chị xem kỹ cái màu, cái form dáng của nó luôn được không ạ? Đây ạ, màu đen đây. Trời ơi, đơn trưa nay nhà em còn chưa gọi đến đâu các chị ơi. Các chị mình thông cảm nhá, tại vì là đơn nó hơi bị quá tải một chút ạ. Cái màu năm nay đẹp thật. Nó trầm trầm đẹp thật. Nó không bị sáng như năm ngoái. Trời ơi, màu đen các chị này. Để chạm màu đen cho em. Hàng này á, em về xong là khách hàng nhắn tin đặt đồng phục rất là nhiều. Nếu kiểu mùa hè các chị đi chơi, đi du lịch ý, xong là đặt theo nhóm, theo đội thể thao, đôi chơi thể thao này. Các chị đặt cho em những cái phông có cổ này, mặc rất là mát, nó không bị nóng bí mồ hôi đâu ạ. Dòng mắc đen hàng Quảng Châu cho em. Giá chốt trên line nhẽ là 190.000 đồng. Đây chị nào chốt màu đen các chị lên đơn nhá. Đây màu đen đây, họa tiết sang chưa? Đấy, họa tiết rất là đẹp luôn, cổ phông bọc viền cho em nhá. Rất là sang đẹp luôn ạ. Toàn bộ hàng này em có đủ size là MLXL à, đến MLX thôi nhá, không có 2XL. Thì các chị dưới 65-66 cân đổ với em lên đơn. Dưới 65-66 cân đổ với lên đơn hàng. Rồi chị ơi treo màu vàng ra cho em để em qua mẫu luôn nào. Đây đỏ đây tình yêu ơi. Trời, em chỉ cần mặc một màu lên thôi mà, cần gì mặc đủ màu đâu chị. Form dáng nó như nhau hết, mình thích màu nào thì mình lấy màu đấy thôi. Chị Khánh Vũ Kim có, Phạm Hằng có, Ninh Phan ok chị yêu. Chị Khánh Nguyễn có đơn hàng. Chị Liên Lương đợi em một tí mặc thử màu đỏ luôn nhá. Ưng màu đỏ luôn cho em này. Quần luôn mặc 66 cân không vừa chị ơi. Em chốt đến tầm 62 cân thôi. 62, 63 cân là cùng. Đây. Màu đỏ đây.
đỏ đậm mà các chị nhá, không phải đỏ tươi chót đâu. Các chị em mình cứ yên tâm về cái màu sắc, nó không bị rực so với trên line mà nó sẽ là tông màu em khẳng định luôn, nó đẹp hơn ở trên line rất là nhiều. Nên trên line là màu nó cứ bị sáng hơn bên ngoài ấy. Bên mã này các chị có phải là H1 màu đỏ nhá, H1 màu đỏ cộng số điện thoại. Chị Hoài Thu em cảm ơn. Chị Nhất Tâm ơi, chắc là bị sót đơn hàng đặt lại giúp em với ạ. Chị Lê Thị Dung có ạ. Chị Con Cún rồi, ok em chốt đơn hàng. Đây các chị chọn trên màu đỏ này. Siêu xinh luôn ạ, dòng tem hai mác cho em rất là đẹp luôn ạ. Comment đúng mã hàng, nhận hàng các chị mình bóc hàng kiểm tra cho em thoải mái chứ thanh toán nhá. Chị Huệ Nguyễn An Lê có nhàn hoàng, ok. Quần em mặc là 290, chị hôm trước giá cao hơn đúng không? Hôm trước giá cao hơn, hôm nay có 290.000 thôi. Hôm trước là 320 đúng không? Hôm nay là 290.000. Mã quần cho là Q035 cộng số điện thoại ạ. Đằng sau là chun như này các chị nhá, đằng trước là giả cạp cho em. Đấy bản cạp to. Bản cạp to các chị mặc rất là thoải mái luôn. Đấy ghen bụng cũng tốt, nếu mà chị nào kiểu bụng to ấy hay bị kiểu sổ bụng ấy thì các chị mặc cho em những dòng quần như này này, mặc mùa hè ạ, nhẹ tênh luôn ý, kiểu nó chất quần bò giấy ạ. Đây ạ, mã hàng cộng cái số điện thoại. Hôm nay có chị các chị đến nhà em toàn làm cả đôi thôi. Các chị đến nhà em toàn làm cứ hai chiếc một thôi, chị bảo là mặc gọi là nhẹ tênh luôn. Chị Lê Hương có, Phương Thúy, Phương Bùi, ok, Trần Luyến, ok, em qua mẫu nhá. Tại vì mẫu này hôm nay về được không được nhiều lắm đâu. Tiếp theo cho em một mã quần nữa đi. Đây. Một mã quần đỉnh nha. Một mã quần tiếp theo là một cái mã quần đỉnh của shop đây. Đấy, cũng là quần bò giấy nhưng mà mẫu dáng mới nhá các chị nhá. Đây chạy quần bò giấy mẫu mới luôn. Mã này là mã Q118. Ok chị ạ, Q118 và kèm theo số điện thoại cho em này, đủ size số luôn. Đủ size đủ số từ size 27, 28, 29. Ok chị ạ, đủ size đủ số là 27, 28, 29 ạ. Lên mã sản phẩm là Q118 kèm theo số điện thoại. Trời ơi, cầm này các chị thấy không ạ? Nó nhẹ tênh luôn. Được chị ạ, form dáng đẹp các chị ơi nhá. Ok chị ạ, lên mã lên đơn và kèm số điện thoại cho là Q118 ạ. Đủ size số luôn là 26, 27, 28. Chị dỡ em mã kia ra. Tiếp theo nhá là lên một mã áo mới và mã quần mới. Áo này em mặc là mã H2 ạ. H2 đủ màu luôn. Đấy kiểu này chị nào không thích họa tiết Gucci thì các chị lấy họa tiết trơn để cho em này. Họa tiết trơn đủ màu luôn, đủ size là MLXL. Áo em mặc là mã H2 ý chiêu nhá. Áo em mặc là H2, em đang có màu xanh lá này. Để chạm tông màu thứ hai là tông màu hồng đất này. Tông màu thứ ba cho là tông màu xanh lam. Tông màu thứ tư cho là tông màu đỏ. Tông màu thứ năm cho là tông màu đen và tông màu thứ sáu cho là tông màu vàng. Tông màu thứ bảy cho em là tông màu xanh của tông màu trắng. Em mỗi ngày em có 7 màu luôn nhá. 7 màu đủ size số luôn là từ size M đến size 2 à đến XL. Từ size M đến XL các chị lên mã sản phẩm cho em là H2 cách số điện thoại cho em. Quần bò em đang mặc quần bò đi chị. Đây chị ơi, màu trắng này các chị này. Hồng đất này, xanh lam như chị ơi, nhưng mà em gọi xanh lam này, màu vàng, xanh lá, màu đỏ và tông màu đen, đủ size từ 40 cân đến tầm 65 cân đổ về em chút ơn ạ. 40 cân đến 65 cân đổ về chút đơn hàng. Mã sản phẩm trên là H2 cộng theo số điện thoại. Là các chị lên đơn nhá. Áo là 190.000 đồng. Ôi trời ơi, lại siêu phẩm 20 cái áo cả H1, H2 nha em. Chị ơi, nhanh không có hết chị ơi. Hết không hết. Chị Nhật Minh ơi, mẫu mới đẹp dã man. Năm nay cái màu xanh nhá. Huyền ơi, Huyền đưa chị cái áo màu xanh của năm ngoái. Năm ngoái màu xanh thì sáng hơn. Năm nay màu xanh đẹp dã man luôn ý. Em cho các chị đọ hai cái màu luôn này. Đúng không? Khác nhau không? Để chưa? Đây này. Đấy chưa? Đây là màu cũ nhá. Còn đây là màu mới này. Các chị thấy không ạ? Hai cái màu xanh khác hẳn nhau luôn. Đấy, các chị thử lấy mẫu mới đi. Mẫu mới là màu xanh ở xanh đậm ý. Màu rất là đẹp luôn, tông màu đậm. Mã hàng cho là H2 cộng số điện thoại. Các chị mình chọn cho màu xanh nha. Màu đỏ, à màu đen này. Đấy chưa? Màu vàng này. Màu trắng này. Hồng đất này. Xanh lam này. Đấy chưa? Màu đỏ. Đấy và xanh lá em mặc. Đủ size đến 65-66 cân đổ về. Mã hàng trên là H2. Đấy mình chọn màu chọn size vừa. Mình ưng màu nào mình chọn màu đấy luôn cho em.
Đấy, em chỉ cần mặc một màu lên thôi, còn form dáng nó như nhau hết, khác nhau cái màu sắc thôi. 190.000 một áo chị ơi, 190. Lên đơn hàng cộng số điện thoại mẫu mới nhất của năm nay luôn. Chất vải cốt tông chị ơi, chất vải cốt tông lạnh cho em ý. Cho nên chất vải nó không bị nóng đâu, giặt nó không bị nứt đường chỉ nhá các chị nhá. Em cam kết luôn, giặt máy thoải mái cho em. Đấy, giặt máy thoải mái cho em. Những cái dòng này em bán rất là nhiều rồi ạ. Năm ngoái cũng có bán, năm nay cũng có bán, khác điều là mỗi năm nó một mẫu mới thôi. Còn chất liệu của nó thì em cam kết các chị luôn, giặt máy, quay máy thoải mái, không bị bay, không bị xù và nó không bị mất form nha các chị nhá. Áo em mặc là mã H2 chị ơi, chị Minh Nhật Hạnh Vũ Thị rồi, ok em lên đơn. Đây hồng đất đây, cái chợ hồng đất đây. Lên mã lên đơn mà kèm số điện thoại, form đẹp lắm luôn. Đây các chị này, em thả form áo ra các chị nhá. Nó không dài quá, không bị ngắn quá. Ok chị ạ, không dài quá, không ngắn cá. Quần em mặc là Q118 á. Q118 là em có size 27, 28, 29. Là chốt đơn các chị từ khoảng là 46, 47 cân nhá. 46, 47 cân đến tầm 62 cân đổ về. Đến tầm 62 cân đổ về ạ. Form dáng đẹp luôn ạ. Quần dáng suông các chị này. Quần dáng suông cho em. Lên mã lên đơn cộng theo số điện thoại cho em ạ. Bò giấy. Hàng này 290. Quần Q118 là 290.000. Chân váy đợi em một tí chị ơi. Chip 6 ok chị Trà Thu này, Nguyễn Trang có, Trần Phương có, Phương Thúy rồi ok. Bây giờ em thử lên các chị xem cái màu hồng đất luôn nhá. Đây hồng đất đây, các chị nhìn màu này. Để cho cổ phong bọc viền cho em rất là đẹp, mẫu mới nhất của năm nay luôn. Cái logo này theo cho em nhá. Logo theo. Để cho cái tay này các chị này, lên mã lên đơn cho em là H2. Chọn màu, chọn size vừa cho em. Chị ơi dơ màu em cái. Mã này H2 tình yêu ơi, Khánh Linh nhá. H2 các chị lên đơn ạ. Ơi. Cho màu sao. Đây các chị này, lên mã sản phẩm là H2 và kèm cho số điện thoại ạ. Đây màu hồng đất nha các chị ơi, chốt màu hồng đất các chị lên đơn. Bộ nào màu ghi à chị Nguyễn Thoa ơi. Rồi chị Trang Lê có quần Q118 ạ, chị Nguyễn Thị Phương Loan ok. À, chị Trần Hợp có này, chị thư điện tử đặt lại chị ơi, Q118 là 290 mà. Q118 là 290, form đẹp chưa các chị này. H1 đợi em một tí. Chị Trần Thiện có này, Phương Nguyễn Thị có H2 ạ, xanh với hồng đất này. Đây em mặc là hồng đất nhá. Đấy, bảo màu của nó rất là đẹp, hút form lắm, chuẩn lắm các chị ạ. Xinh quá nhờ, xinh luôn. Lên đơn lên mã cộng số điện thoại trên mà các chị chốt đơn hàng ạ. Chị Nhung Hoàng có, rồi ôi mai chị gọi cho Hiền lấy hàng. Linh gọi cho Linh cũng được, Linh đi làm rồi chị nhá. Chị Hằng ơi. Em bảo rồi ạ, nó không rời được em đâu chị ơi. À, ngày mai gọi cho bạn nào cũng được. Ba bạn đấy là em cho ba số bạn xỉ đấy bạn. Chị chốt bạn nào cũng được. Chị Hồ Thắm rồi ok. Còn em mặc là giá là 290 chị ơi. Chị Ly Ngô rồi ok. Mã này các chị ra ngoài mua toàn bộ 380-400.000 một cái thôi. 380-400.000 này. Tại vì giá giao buôn là đã trên 300.000 rồi. Để chạm giao buôn đã trên 300.000 ạ. Các chị cứ tham khảo thoải mái những cái dòng này các chị nhá. Giao xỉ toàn trên 300 thôi. Mã này em bán các chị có 290 này. Đấy, các chị mua giá ngoài nhiều khi là không biết chỗ mua, các chị mua rất là cao. Rồi áo em mặc là H2 nhá. Chọn màu đi. Đây màu xanh lam đây. Ok chị ạ, đây là màu xanh lam cho em, màu mới chị này. Okay. Rất là đẹp luôn. Rồi ôi em thề luôn ạ, năm ngoái nhá, những cái màu này ấy, em bán ạ, không biết bao nhiêu mà kể luôn, năm nay nó vẫn đang hot những cái tông màu này. Tại vì màu này các chị ơi, những cái dòng không có cổ là không bao giờ lỗi mốt luôn. Chỉ có khác điều là mỗi lần về của nó là sẽ là họa tiết hay logo nó khác nhau thôi. Còn ạ, nó không phải là dòng áo kiểu áo điệu ấy, cho nên là mình không phải lo là bị lỗi mốt các chị nhá. Chị Su Lưu Thị xem H1 đợi em một tí. Đợi em một chút nhá. Chị Hà Võ có này, điện máy Thắng Hương có này, đằng ngắn ok chốt chị Phan Sơn. Đây từ từ đợi em tí em dô lại bảng màu của H1 các chị mình xem luôn. Quần Q118 nữa bác là không tranh là hết hàng, vì có 30 quần thôi. Em có đúng 30 quần quần Q118 với lại là Q035 thôi nhá. Cả hai quần nó có 6, hai mẫu có 60 quần. Thì quần này còn tranh nhau cũng có. Nên lên form nó đẹp như thế này mà. Chị chặn lên form đẹp dã man luôn. Cái này là quần này các chị mặc nhá, đeo dép cao với ăn gian chiều cao dã man luôn. Trông em như cao 1m65 luôn này. Dép cao có 1m57 thôi. Em Loan cao 1m57 thôi mà mặc cái quần này đi dép cao phát là trông như cao 1m65-70 luôn. Rồi áo này là H2 nhá, các chị chọn màu này. Rồi quần Q118 ok. Chị Thư điện tử có đơn này. Áo này là 190 chị ơi, chị Hương Nguyễn ok em chốt đơn hàng nhá. Rồi Hải Hậu có Q118 ạ, Hạnh Trần có này, Hương Nguyễn có này.
Đây. Áo này mình chọn màu chọn size cho em. Đây màu trắng ạ. Màu trắng này, màu xanh, xanh bằng là xanh lam nhá. Đây tông màu đỏ cho em này. Màu vàng, màu xanh lá và tông màu đen đủ màu đủ size. Đủ màu đủ size là MLXL3 size. MLXL3 size mình chọn màu chọn size vừa cho em ạ. Toàn bộ hàng đẹp các chị này. Giặt nó không bị kiểu là bị co vải nhá. Giặt không bị co vải mà các chị giặt càng giặt nó càng lì luôn. Đấy, cái chất này em bán rất là nhiều những cái dòng mắc đen này. Kể cả hàng cổ tròn và không có cổ luôn. Đấy, comment chuẩn mã hàng và cộng số điện thoại cho là H2 ạ. Quần mực khó mua khác không có em ơi. Thùy Giang lên mã hàng với số điện thoại nhá. Chị Hoàng Thị Cận có đơn ạ. Trên váy chữ A làm gì còn đâu, hết hàng rồi. Quần có một màu nhá. Quần là Q118. Áo là mã H2 chị ơi. Đây. H2 xanh lam màu đâu. Ok chị Phương Thúy này, chị Bích Vũ có đơn hàng ạ. Chị Thùy Giang có Q18 size 27 này. Đây màu xanh đen đây. Để chạm màu xanh lá, màu đen, màu vàng, hồng đất này. Để chạm màu đỏ này và tông màu xanh lam. Tông màu trắng nữa mình chọn màu chọn size vừa cho em nhá. Còn đây em cho các chị xem lại H1 đây. Để chạm cho các bác xem lại mã H1. H1 là họa tiết Gucci cho em này. Họa mốt là họa tiết như này bằng tiền nhau luôn. Bằng tiền luôn là 190.000. Đấy, bằng tiền luôn là 190. Đây là mã H1 đây chị ơi. Chị Đỗ Nga này, chị Dung Mỹ comment mã hàng với chị. Quần em mặc là 290.000. Chị Mạnh Nguyễn có này, chị Kiều Mỹ rồi ok em chúc đơn hàng. Xinh ơi là xinh luôn ý. Mã này là em dự trong vòng buổi sáng ngày mai là hết hàng đấy. Trong vòng ngày mai là hết bay luôn. Tại vì mẫu này đẹp ơi là đẹp luôn ý. Hai mẫu em chọn là các chị là em đã ngắm gọi là em ngắm kỹ rồi. Đấy, ưng dã man thì em mới lấy về. Em mặc quần size 27. Chị Thùy Giang nhé, em đang mặc quần size 27 tại vì quần này là quần chun mà chị. Đây nó co giãn. Nên mình không sợ nhá. Nhiều khi là quần cạp thì các chị mình nhiều khi là về là chật hay rộng thì mình hơi bị khó xử lý, nhưng mà quần chun các chị mình thoải mái cho em. Eo đến đâu nó co giãn theo đến đấy. Và form chút được các chị làm 62 cân đổ về. Ok chưa? Bây giờ em thử các chị lại cái màu H1 nhá. Các bác cho em xin một nút thả tim với cho các bác vào sâu ạ. Mình chốt mã H1 luôn này. Để chạy H1 và kèm ra số điện thoại ạ. Rồi chị Thanh Vũ có nhá. Ok Thanh Nguyễn Thị này. Dung Mi lên số điện thoại chị ơi. Bích Nguyễn có đơn, Trung Hải có đơn ạ. Đây H1 em lên lại các chị nhanh nhá. Em tua nhanh cái mẫu H1 tại vì lúc nãy em có lên rồi. Lấy cho em xin chip xịn đi chị ơi. Rồi quần chip xịn lên luôn. Đây là mã này là H1 đây. Em bao nhiêu cân? Em 52 cân. Thì size M các chị thoải mái đến tầm 55 cân. Size L dưới 60 cân và XL các chị tầm 65-66 cân đổ về. Nói chung là nó có 3 size. Cái form đấy thì các chị cứ từ 40-65 cân là em sẽ có size vừa. Của mẫu H1 nhất, H1, H2 ạ. Đều size nhau và bằng tiền nhau. Chị Phương Thúy có hàng Nga, Nu Dương, có Liên Dương, Liên Lương ok. Chị Nguyễn Thu ok chút. Q1 865 cân không có vừa chị ơi, đến 62 cân thôi. Quần này đến 62 cân thôi. Đây các chị này, mã này là mã H1 cho em màu vàng, à màu xanh. Xanh này xanh lá. Tông màu thứ hai của H1 là tông màu vàng này. H1 cho em ạ, màu trắng đây. Chị yêu ơi, nhanh tay nhá. Ok chị ạ, H1 cho em màu trắng này. H1 cho em màu đen và H1 cho em màu đỏ. Giá chốt trên line nhà em là 190.000 đồng. Ok chưa ạ? Xinh ơi là xinh luôn. Đấy, màu đỏ cho em này. Các chị mua con này toàn trên 300.000 giá ngoài. Đấy chị ạ, các chị mua giá lẻ giá ngoài toàn hơn 300.000 một cái thôi. Em bao giá các bác mình luôn đấy. 190.000 đồng là giá em chạy trực tiếp, là giá số lượng ở trên live stream ấy. Chị Thủy Phạm có phí thì tặng có đơn ạ. Chị Tươi Hồng có, Nguyễn Thu Phương ok chốt đơn hàng. Em qua mẫu nhá. Đúng không ạ? Tí nữa bác nào vào sau thì tua lại live xem lại của em với. Rồi, tiếp. Tiếp theo con áo đá báo cho em. Các chị mẫu này là đá 02 ạ. Đá 02 cộng số điện thoại cho em này. Mã em có đủ size là M đến 2XL thì cân chốt đơn các chị mình dưới 70 cân. Từ 45 cân đến 70 cân đổ về em lên đơn hàng ạ. 03 đây là đá 02. Đây, cái là con sơ mi họa tiết cho em, sơ mi báo. Sơ mi này chất là chất cốt tông nhá. Chất cốt tông và pha áo này là thân là cốt tông pha sơ mi cho em. Mã này các chị lên đơn hàng cho em là áo đá 02. Đá 02 cộng số điện thoại cho em. Mã này em chốt dưới 70 cân. Là các chị mình có size vừa. Lên mã lên đơn và kèm theo số điện thoại ạ. Áo này bao tiền mình? Áo này là 200. Đấy chứ, áo này là 200.000. Mã này các chị gọi là đá 02 cộng số điện thoại ạ.
xinh ơi là xinh luôn. Con này của nó là chất của nó là phần thân là cốt tông cho em nhé. Đấy chị ạ, cốt tông co giãn 4 chiều. Và tay ạ, chân váy bó em hết sạch luôn chị ơi. Không có đủ hàng, tại vì không có hàng mà lấy ấy, chị. Đấy, toàn bộ những cái hàng Quảng Châu về các chị phải săn nhanh nhá. Còn những cái hàng kiểu gia công thì rất là nhiều luôn. Nhưng mà em muốn chọn các chị những cái mẫu đẹp ý. Đấy, hàng Quảng Châu thì các chị mình không có số lượng nhiều đâu. Chị nào nhanh thì mình được thôi. Tranh nhau không có hàng luôn. Năm nay các chị biết là biên đóng nó không có hàng đâu. Mỗi lần về chỉ về được một chút thôi. Chị Phạm Xuân lấy áo phông đi. Chị áo phông này nhiều hai mẫu đẹp lắm. Có hai mẫu đẹp, mỗi đá 02 nhá. Đá 02 kèm xuống toại. Còn quần em mặc là Q118. Đây ạ, Q118 cũng tầm dưới 62 cơ đổ về hết. Là em không biết là ngày nào có hàng đâu các chị nhá. Cái này mình cứ nhanh tay. Mã này là mã đá 02 là 200.000 một áo. Chị Hải Yến có này, chị Xuyên Vũ Minh Quách có này, Nguyễn Thị Huyền có, Thùy Giang ok. 56 cân, ồ 56 cân mặc size 28 được. Em 52 cân mặc size 27 nha chị này. Em 52 cân mặc size 27. Các bác comment mã sản phẩm là đá đá 02 kèm số điện thoại này. Được chưa? Cái này là tay của nó pha sơ mi các chị nhá. Được chưa? Cổ này, cột ép đá, đá ép nhiệt cho em. Co giãn thoải mái và áo này các chị mặc nó không nóng đâu. Không bị nóng. Ok, chúc chị Loan Kim, chị Nguyễn Trang có áo cũng ngực có. Em ơi chị ơi. Chị ơi lấy em áo cũng ngực đây không? Em về đủ size đấy. Áo cung mực em có đủ size là size 34, 36, 38 là có cả hai màu là đen với da. Rồi chị Nguyễn Trang có này, Nguyễn Nhuệ có, Loan Kim, Loan Huỳnh rồi ok, chốt đơn hàng. Đây áo cung mực đây. Em bán mấy ngày hôm nay các bác vẫn cứ hỏi này. Trời ơi, các chị mua ngoài 350 một chiếc. Nhà em bán tặng các chị ạ, 159.000 một chiếc luôn. Đây ạ, cái bản của nó mặc sướng dã man luôn các chị ơi. Đấy chị, áo cung mực các chị mặc váy này, mặc với lại là những cái áo kiểu trong mà các chị mặc không dây ý. Để chạy có dây cũng có và có dây chống tụt luôn. Có dây chống tụt bên trong là sẽ có ba cái dây này. Để chạy có dây ngang chống tụt này và có hai dây dây đeo nữa. Để chạy có hai dây nữa. Nay có lên phông đá của em có chị ơi. Áo này các chị hôm nay là áo cúc ngực cộng số điện thoại. Là em có màu này là màu da chị nhá, màu da này và tông màu thứ hai là tông màu đen. Đủ size là 34, 36, 38. Chị em mình đang mặc size nào các chị mình lên size đấy cho em giá 159.000 đồng một áo ạ. Đây ạ. Bản to cho em nhá. Đây là bản to này. Lên mã lên đơn và kèm số điện thoại. Chất tố đẹp lắm các chị ơi. Đấy comment chuẩn mã hàng cho em là các chị mình chốt đơn nhá. Size 34, 36, 38. Ôm người cực kỳ luôn mà nó không bị bừa quả nhá. Nó có cả dây chống tụt đấy. Chị em mình cứ mặc thoải mái cho em. Đó, lên mã lên đơn cho là áo cúc ngực ạ. Mình nhanh tay chiêu nhá. Tại vì là mã này là em còn số lượng ít thôi. Bán mấy ngày hôm nay cũng gần hết rồi. Chị được Trúc Thanh rồi ok này. Chị Giang Trinh có, Hải Liên có ok này. Chị Nguyễn Vũ có này. Size 34, 36, 38 là vẫn đủ size. Là hàng em mới bày bù đủ size đấy. Còn hôm trước là hết sạch không còn cái nào luôn. Chuyến em về chuyến thứ 3 rồi đấy. Đấy chạy em về chuyến thứ 3 rồi. Các chị nhìn hàng này. Xuất sắc luôn. Nhận hàng các chị kiểm tra hàng cho em trước thanh toán nhé. Ok chị ạ, Nga Hiền rồi ok. Tiếp theo cho em ạ là quần chip. Chip xịn cho em này. Đấy, hôm nay nó về được cả một cái loại. Cái loại to như này này. Đấy chưa, cái này là cặp cao này. Đấy, chip cao cấp cho em nhé. Đến mã chip bao nhiêu, chip 8 đúng không? Đây. Cái chip này hôm nay thì em về của nó là cặp cao hẳn luôn đây. Chip ven bụng đây. Ok chưa, chip ven bụng hàng cao cấp đấy các chị này. Lên mã sản phẩm cho em là chip 8. Ok chưa, các chị nhìn hàng giúp em nhé. Đó, form này chốt đơn các chị tầm khoảng là 65 cân đổ về đây. 50 cân đến 65 cân đổ về em chốt đơn. Mã hàng chỉ là chip 8 kèm theo số điện thoại ạ. Em cho các chị xem qua cái bảng màu của nó luôn nhá. Rất là mềm luôn, một gen bụng cực tốt. Cạp của nó các chị nhìn cạp, cạp to như này luôn này. Cạp này phải tầm 7 phân. Ok chị ạ, cạp phải tầm 7 phân luôn. Nhìn màu giúp em nhá. Toàn màu xinh thôi, xinh xỉu luôn. Em ơi cái màu này chị ơi. Đấy chị ạ. Đấy, em bảo là các chị mua lẻ bên ngoài 6-70.000 một cái. Em tặng các chị luôn ạ 350.000 một lố nhá. Mã này là 350 một lố, hàng cao cấp cho em. Chip cao ghen bụng ạ, form dưới 65 cân em chốt. Form dưới 65 cân đổ về em chốt đơn hàng. Các chị comment là chip 8 ạ. Kèm theo số điện thoại cho là mình lên đơn. À, phong C6 hôm qua. Hôm nào có phần chị cái váy bò, sao hôm qua không chốt à? Thế không chốt được cái nào à? Hôm qua có về ít mà. Hết sạch luôn chị ơi. Có nghĩa là em cũng tranh nhau hàng cũng không có. Hôm qua về được có mấy cái thôi mà. Đây các chị comment là quần chip 8 nhá. Mặc xinh lắm luôn ý. Đây là cặp to cho em, các chị mặc váy nó không bị lộ bụng mà chất là các chị mặc váy body, các chị nhìn cho em cái đũng quần của nó luôn này. Đấy chưa, cho các chị xem gần luôn nhá. Mặc cực thích luôn, mã hàng cho là mã chip 8. Cái này về được khoảng là 20-30 lố thôi. Về được khoảng 20-30 lố các chị nhìn này. Xịn ơi là xịn luôn ạ, giá chốt trên line của em là 350.000 một lố mã chip 8. Rồi ok, chị Lê Thị Tình có này.
hai áo S1 đen trắng có luôn chị ơi. Cho chị có lên mã hàng cho em với vẫn chốt đơn bình thường, em không có đọc tên các chị vẫn lên đơn mà. Đặng Thị Hải Yến có này, Thơm Nguyễn có này, Hoa Đường Hợp ok này, Lê Thị Tình có đơn này, chip 8 cho em ạ. Các chị nhìn hàng cho em siêu xinh luôn nhé, nhận hàng kiểm tra hàng cho em. Nói chung là em chọn các chị toàn hàng xịn thôi. Các chị mua ngoài nhá, có khi có 180.000 một cái quần này cơ. Đây này, đúng không? 60.000 là rẻ nhất. Em bán cả lố luôn, em bán cả lố 10 quần. Quần chip cho các mẹ à? Em lại có hay có cái kiểu mà nó gen một tí, điệu điệu một tí ấy. Đấy. Cái này các mẹ vẫn mặc bình thường mà. À chip 6 á? Ừ, đợi chị một tí, đây có chip 6 ở đây rồi. Đợi em một tí, nhiều mẫu lắm. Quần chip này em về 5-6 mẫu cơ. Chip 8 cho em. Thịnh Tim Bùi ok này, Nguyễn Thị Thám có này, Vũ Huệ có, ba lô với tẩy ra trên táo. Ba lô hôm nay về được cả màu đen nhá. Ui cái màu nó yêu dã man luôn này. Cái màu này, phê chưa? Không như quần rẻ, quần rẻ không màu đẹp. Quần rẻ không có màu đẹp đâu. Các chị nhìn coi em cứ cái bảng màu của nó luôn là khác hẳn nhá. Đấy, quần rẻ nó toàn những cái màu kiểu nó khó mặc ấy. Màu đẹp. Đúng không? Toàn màu xinh này, sạch sẽ. Ok chưa? Các chị ơi, cái này là form to cho em đấy. Màu nào? Dưới 65 cân mình thoải mái, toàn màu yêu thôi. Được chưa? Toàn màu siêu yêu thôi, xinh xỉu luôn. Mã này em tặng các chị 350 một lố 10 quần. Đấy, 350 một lố 10 quần. Bán 5 quần chip đi em, một lố nhiều quá. À thế thì ngày mai nhá, các chị nào cứ có đơn hàng kèm theo các chị lấy 5 cái cũng được. Nhưng mà chị nào không có đơn hàng quần áo khác ấy, các chị lấy nguyên một lố cho em. Ok chưa? Còn chị nào cứ có đơn hàng ví dụ một cái áo các chị kèm theo 5 quần chip cũng được. Đấy, tại vì em bán các chị là cái mẫu, như cái mẫu này em không bán lợi nhuận cao ấy. Cho nên em sẽ ít khi là em tách lẻ lố lắm. Đấy chứ ạ, tách là ít nhất là 5 cái. Với điều kiện là các chị có đơn hàng kèm theo cho em thì các chị 5 cái cũng được. Ok chưa ạ? Rồi, thế thì một lối nhiều quá hay tách 5 cái cũng được nhá. Cặp cao vừa thì lên loại này. Loại này thì cao vừa cho em này. Có nhiều loại lắm nha chị ơi. Đây loại này thì cao vừa cho em. Đấy, mã này là chip 7 đây. Đây chip 7 cái là cặp vừa vừa thôi, nó không cao quá, nó cũng bình thường. Cũng tầm dưới 65 cân. Mã này các chị lên đơn hàng cho là chip 7 cộng theo số điện thoại cho em và các chị chốt đơn hàng. Đây ạ. Xinh lắm luôn ý. Em chọn các chị nói chung là em hay thích những cái kiểu như này này. Đấy, các chị cứ lấy cái mẫu này cho em. Đảm bảo các chị về các chị sờ cái chất là các chị ưng. Nó êm, nó mềm, nó không bị gọi là những cái gen thì nó không bị dặm nhá. Đấy chứ, như cái hàng rẻ thì các chị ơi, cái gen nó rất là giáp luôn. Nó không bao giờ được mềm mại này luôn ạ. Mã này các chị coi là chip 7 ạ. Chip 7 kèm số điện thoại cho em. Mã này bao tiền chị nhờ? Chip 7 là hàng bao nhiêu? Không xem giá à? 350. Chip 7 cũng thế à? Chắc lại giá tiền của em cả. Đây, chip 7 đây. Đấy em, 350.000 cũng bằng tiền luôn. Mã hàng cho là chip 7 cộng số điện thoại nhá. Cái này cũng là vừa, cặp này là cặp vừa cho em này. Ok chị ạ, dưới 65 cân. Mã này các chị tầm khoảng là 48 đến 65 cân em chốt đơn. 48 đến 65 cân. Lên mã lên đơn và kèm số điện thoại đây ạ. Đây là mã chip 8, các chị nhìn bảng màu của nó cho em này. À chip 7 nhá, mã chip 7. Chip 7 cách số điện thoại cho em và các chị lên đơn 10 quần. Được chị ạ, một lố 10 quần ạ. Có thể mình tách set là được 5 cái một nhá các chị nhá. 5 cái một các chị có thể là lấy 5 cái chip 7 này, 5 cái chip 8 cũng được nhá. Cho nó khác kiểu nhau cũng được. Đấy, mình đỡ là lấy cả lố thì nó lại trùng nhau. Rồi chị Ngọc Khánh có này, cho chị xem chip 4 chút em, chị ơi lấy hộ em chip 4 với. Em chọn các chị hàng đẹp đấy. Tại vì quần chip này em ạ, ít nhất cũng phải từ 300.000 đổ lên chứ không có dưới nhá. Cái loại rẻ em không bán, loại rẻ các chị mặc nói chung là về không mặc được. Em ở trước em bán loại rẻ em biết. Cái form nó rất là nhỏ và cái gen nó rất là cứng luôn, không mặc nổi luôn ấy. Thì thà các chị thêm tiền các chị mua cái loại xịn để mặc này. Có thể là quần áo bên ngoài mình mặc loại rẻ đi, mặc quần chip không nên mặc cái loại gọi là nó rẻ tiền. Đúng không ạ? Thứ nhất là rất là khó chịu. Rồi, lấy 5 cái chip 7, 5 cái chip 8 nói chung là các chị có thể lấy 5 cái được. Được chưa? Tùy các chị luôn. Đấy, đây là chip 4 này. Chip 4 này giá thị trường vẫn đang bán các chị rẻ nhất đang là 360, 370, 380.000. Đây là giá chốt trên live ấy. Còn giá lẻ bên ngoài là lẻ là 60.000 một cái. Em tặng các chị là 310.000 một lố, 10 quần cho em form này chốt dưới 60 cân nhá. 40 cân đến 60 cân lên đơn. Đây mã này chip 4 cho em này. Trời ơi hôm nay lại về thêm đấy. Hôm trước 2.500 quần, hôm nay về được thêm 500 quần nữa là tổng là 3.000 quần. Cái mã chip 4 em bán dã man luôn. Chip 3 còn không à? Để em tìm lại nhá, đợi em một tí. Tại vì em về toàn mẫu mới thôi, có mã chip 4 này thì em về lại thôi. Chứ còn mẫu khác là em hết sạch và em về chuyển mã mới luôn. Áo ngực cho xem lại, áo ngực không mới đây. Trời ơi, em mà mặc được áo ngực trên live mặc luôn các chị xem nhưng mà em ngại.
em ngại em không dám mặc áo ngực trên live cho các chị xem luôn, em chỉ dơ thôi. Đấy là có, em có ảnh mẫu chụp ở trên, em có đăng bài đấy. Mã này là mã chip 4 cho em, là 310.000 một lố. Chip 4 là 310.000 một lố, các chị nhìn nàng này. Đấy chứ ạ, siêu mềm mà đẹp luôn các chị nhá, 310.000. Đấy chứ ạ, rẻ hơn các chị lấy xỉ luôn đấy. Đấy, em lấy mấy nghìn quần một với được giá này các chị yêu. Mã này các chị coi là chip 4 á, 310.000 một lố. Form các chị từ 40 đến 60 cân ạ. Form này là form vừa cho em. Cũng là cặp to nhá các chị nhá. Đó là cái chip ren bụng ấy. Mã này là năm ngoái em bán cũng dã man luôn. Năm nay về em phải ôm số lượng nhiều, nó được rẻ hơn năm ngoái. Năm ngoái em cũng bán là 350-360 một lố đấy. Năm nay em bán các chị là 310.000. Là em ôm giá số lượng. Và hết hàng nửa năm nay bây giờ mới có các chị yêu nhá. Đấy chị nhìn nàng này. Chip 4 310.000 đồng. Lên mã lên đơn và kèm theo số điện thoại trên là các chị mình chốt đơn hàng. Đây ạ, bảng màu của nó đây. Để các chị nhìn màu cho em với ạ, toàn màu đẹp thôi. Form nó rất là mềm luôn các chị yêu nhá. 310.000. Riêng mã này là chị ơi, quần chip nó không có size, nó chỉ có form to hay form nhỏ hay form vừa thôi. Nó có form vừa này, form nhỏ là form đại này. Đấy, form đại các chị đến tầm khoảng là 70-80 cân cũng có. Nhưng mà em lại ít khi em lấy những cái hàng size to đùng đấy đâu. Em chỉ là thường là có size các chị dưới 65 cân đổ về thôi. À, rồi, chip 8 đâu cho các chị xem lại nào. Đây là chip 4 cho em nhá. Đang nào chưa chốt được chip 4 lên luôn cho em ạ. Rồi em qua một mẫu nữa này. Nhiều lắm, thế thì em tiện em dơ lên mỗi mã các chị xem nhá. Lên xem luôn nhá. Đây, đợi em một tí, em dơ áo chip với lại là lên một mã quần mới nhá. Quần legging em còn chưa lên đấy. Legging hôm nay về được mấy nghìn quần luôn. Nhiều mẫu mới. Nhiều mẫu mới quá, chứ là mẫu nào cũng muốn lên. Em gọi em bán số lượng, em bán nhanh lắm. Bán không cần lãi nhiều đâu, cần lãi ít thôi. Nhưng mà khách hàng em mua nhiều lắm. Mỗi lần mua, các chị mua đơn hàng rất là nhiều. Đây, áo em mặc là mã gì nhỉ? Mã C8 đúng không? Áo em mặc là mã C8. Ok, chắc áo không bình đá các chị này. Em đang có màu đỏ, màu trắng và tông màu đen. Mã hàng là C8, em có size 1XL với 2XL không đá cho em các chị yêu nhé. Đây không đá đấy ạ. Lên mã lên đơn và kèm theo số điện thoại cho các chị mình chốt đơn hàng. Mã này là mã C8, 160.000 một áo ạ. C8 160 cho em, đợi em tí em dơ lại mã chip 6, chip 7 các chị yêu luôn nhá. Đây. À dơ đây cũng được à, dơ ok. À, áo cúc ngực cộng 1 ba lô rồi ok chị Tạ Hường, chip 7 5 cái, chip 8 5 cái ok chị Thúy Loan. Chị Tranh Võ Thị có này, chị Trinh Linh Ngô rồi ok. Mã này các chị comment là mã C8 cho em. Áo C8 là dưới 65 cân em chốt đơn ạ. C8 dưới 65 cân em chốt đơn hàng. Lên mã lên đơn là C8 bậc cộng theo số điện thoại cho em với. Đây chị này, đá rất là đẹp luôn. Mà đá ép nhìn rất là chắc luôn các chị yêu nhá. Phong đính đá cho em hàng Quảng Châu, mã này là 160. Mã này cho là 160.000. Form này chốt đơn các chị tầm khoảng là 43 cân nhá. Hôm nay nhận được quần ống sớ đẹp lắm, cảm ơn chị Anh Nguyễn nha. Chị Nguyễn Thị Năng, áo em vừa mặc là mã gì à? Áo em vừa mặc xong là cái đính đá, à quên. Cái báo có cổ đúng không chị? Đấy là cái mã đá 02. Đấy, đá 02 là mẫu em vừa thay ra đấy. Chị Hà Hương có, chị Yên Tô rồi ok. Còn đây là mã C8 cho em này. Phong đá ép nhiệt cho em các chị yêu nhá. C8 cộng số điện thoại là 160. Rồi, em nó có 3 màu là đỏ, đen, trắng nhá. Cái mã mà các chị vừa hỏi là mã chip 8 đâu nhỉ? Chip 8 em dơ lại nhá. Đây là chip 8, là cái này là cặp to nhất này. Đấy, chip 8 là cặp to nhất cho em, form dưới 65 cân. Cái này là cái quần kiểu quần ven bụng ấy. Để chạy kiểu quần quen bụng cho em này. Thì thường là nếu mà các chị mua lẻ một cái này là khoảng 70.000, 60-70.000 một quần. Để chạy có chỗ em còn thấy bán 80.000 cơ. Có chỗ em còn thấy bán 80.000 một quần ghen bụng này. Đó, các chị lên mã sản phẩm cho em là quần chip 8 nhá. Giày thể thao đẹp à? Em lại không chuyên giày. Em chỉ chuyên quần áo thôi. Ngô Thị Sen rồi, chị Hưng Hào ok. Đá 02 là 200 chị ơi. Kéo đá 02 là 200 à. Đỉnh 4 á, đỉnh 4 hình như là còn mấy cái xe ép ấy. Đây ạ, mã này các chị gọi là chip 8 đây. Chip 8 cộng số điện thoại là các chị mình lên đơn nhá. Đây các chị nhìn hàng này. Siêu xinh luôn. Như mẫu này thích hợp cho bác nào mà hay mặc váy body ấy. Váy body là các chị mặc cho em những cái quần ghen bụng này này. Này thì nó không bị lộ bụng.
Ok chưa? Cái này là cạp to ghen bụng cho em. Lên mã Lidl ạ, cạp của nó khoảng là 7 phân liền. Cạp khoảng 7 phân liền các chị yêu. Để chạm 100% là cốt tông cho em. Lên mã lên đơn và kèm theo số điện thoại là các chị mình chốt đơn hàng nhá. Đây các chị này, nhìn cái đũ của nó cho em này. Ok chưa ạ? Giá là 350.000 một quần. 350.000 đồng một quần ạ. Lên đơn hàng cộng theo số điện thoại là chip 8 nhá. Chip 8 350. Đấy thì em mới bảo là các chị có thể lấy 5 quần mã chip 4 hoặc là 5 quần mã chip 8. Các chị dồn đơn luôn một thể cũng được. Đấy các chị không, em không yêu cầu các chị lấy luôn cả lố nhá. Trừ đơn nào là các chị lấy nguyên quần chip, các chị không mua một bất cứ một cái gì nữa thì là các chị phải lấy cả lố. Không thì các chị lấy 5 cái với điều kiện là các chị phải có đơn hàng gì đấy kèm theo cho em. Được không ạ? Rồi chị Trinh Hoàn ok chốt đơn. Tiếp theo cho em này, chip 848 cân cũng mặc được mà chị. Nó là hàng co giãn đấy chị. Đây. Nói chung là cứ tầm khoảng là trên 45 cân. Trên 45 46 cân các chị cũng mặc được rồi. Đấy còn dưới 45 cân các chị mặc sẽ bị rộng nhá. Cho đến tầm 65 cân đổ về em chốt đơn. Cho đến tầm 65 cân đổ về em chốt đơn hàng. Lên mã lên đơn và kèm số điện thoại ạ. Ok. Quần em mặc là Q118. Quần em Loan đang mặc là mã Q118. Lên đơn hàng cộng số điện thoại cho em. Rồi lên mã áo này luôn. Áo này là bao nhiêu nhỉ? H3. À H3. Áo này các chị lên là mã H3 cho em. Đỏ trắng hai màu. Mã này các chị comment là áo H3 là dáng áo crop top cổ vuông nhá. Crop top cổ vuông cho em ạ. H3 em là có đỏ trắng. Kèm theo số điện thoại cho nên là các chị lên đơn. Áo này là bao nhiêu tiền nhỉ? 100. Em tặng các chị kèm đơn luôn ạ, 100.000 một chiếc. Xinh ơi là xinh luôn, đơn giản nhưng mà rất là đẹp luôn các chị này. Em đang còn hai màu là màu đỏ với màu trắng đỏ đô cho em nhá. Mòi mọc lên. Hết chưa? Hay là hết mòi hết. Hết sạch luôn. Đen còn hai trái nâu. Đây này. Đen còn hai chiếc thôi. Đen còn hai này. Được chưa? Màu da này còn một cái này. Được chưa? Màu vàng em còn một cái. Còn đây là còn đỏ màu trắng. Con mày chốt đâu các chị tầm khoảng là 56 cân, 57 cân đổ về. Nó là dáng áo phông crop top cổ vuông ạ, trơn đơn giản cho em. Lên mã hàng cho là H3 nhá. Em tặng các chị kèm đơn hàng là 100.000. Đấy, 100.000 đồng ạ. Quần em mặc có 290 thôi chị Đại Bàng lấy đi, xinh lắm luôn ấy. Sơ mi đợi em một tí. Chip 8 là 350 một lố, 10 quần. Áo em mặc là 100.000 nhá chị nhá. Áo em mặc 100, mã H3 cho em. Em chị này, màu trắng. Màu trắng, màu đỏ đô cho em. Còn đen còn hai chiếc, màu da còn một cái. Màu vàng còn một cái là hết hàng. Để bác nào chốt đỏ đô lên đơn nhá. Chị nào vừa hỏi áo cũng ngực còn trên like không? Áo cũng ngực lúc em vừa dơ mà chị chưa kịp xem ấy. Có thế. Ai đấy? Ai vậy chị? Phải thôi chị lấy luôn cho chị cũng được. Chị đang lấy luôn. Chị vừa xem live đúng không? Chắc vừa xem live xong. Đây các chị ơi, vẫn là mã H3 cho em nhé. À, xem lại chip đi, lên tiếp một mẫu chip nữa nhá. Đây là chip, đây là chip 8 cho em. Đây là mã chip 8 đây, con này cũng xinh này. À, chip này chip 6. Chip này chip 6 cho em. Áo em mặc là H3 nhá. Chị chiều nay vừa lên phải không? Đúng không? Vừa chân này lên lấy luôn là chị. Tiếp, nhà gần đây không? Nhà chị gần đây không? Đây các chị này. Con này cũng xinh luôn ạ, mã này chip 6. Chip 6 cộng số điện thoại dưới 65 con em chốt. Các chị nhìn gen của nó luôn này. Quê đít, quê thít, tít, tít ngủ luôn. Dã man đẹp luôn các chị này, mã này chip 6 nha. Chip 6 cộng số điện thoại cho em. Đấy, chọn các bác toàn siêu phẩm thôi. Con em mặc không màu đen đâu chị ơi. Tí này của legging sau nhá. Mã này các chị lên hàng cho là chip 6. Chip 6 chị xem giá tiền của em luôn nhá. Huyền ơi, nhìn đồ chị chip 6 bao tiền đấy. Dạ, chip 6 á. Đây. Đây các chị này. Trời ơi toàn siêu phẩm vậy trời. Các chị ơi nhìn hàng cho em nhé. Thoải mái dưới 65 cân. Thoải mái dưới 65 cân. Lên mã lên đơn cho em. Mẫu này là các chị tầm khoảng là 47 cân đổ lên này. 47, 48 cân đến 65 cân đổ về. Comment mã sản phẩm cộng theo số điện thoại cho em ạ. Toàn màu đẹp nhé. Mã này là 350 một lố, 10 quần. Mã cho hàng chip 6. Mã hàng cho là chip 6. À nhà em có số mới. Em chưa thêm vào đâu chị Nguyễn Huyền ơi. Ngày mai sẽ cập nhật cả số mới của nhà em nhé. Đây là chip 6 cho em, chị Hương Ngô có đen vàng này, chị Quỳnh Nguyễn có này, Nguyễn Quý ok.
H3 trắng, ok chị Thanh Thuấn. Áo em mặc là H3 là đa số em còn màu trắng với màu đỏ nhá các chị nhá. Còn đây là mã chip 6 cho em. Xinh chưa? Mỗi này em về bù này, hôm qua hết hàng luôn đấy. Hôm nay mới về được mấy chục lố nữa. Đây các chị nhìn hàng cho em nhá. Nhìn cho em cái gen của nó này. Nói chung là gen của nó thích lắm. Được chưa? Gen của nó cực thích luôn. Các chị nhìn cho em cái đũng quần của nó luôn này. Được chưa? Mặc nó phê tít luôn này, nhẹ tênh luôn mà không bị hằn cái đường gân quần luôn. Được chưa? Không bị hằn đường gân quần luôn, các chị nhìn gen nó mềm chưa? Ok chị ạ, nhìn cái gen của nó mặc mềm mà thích luôn ạ. Mã hàng cho là chip 6 nhá. Chip 6 là 350.000 một lố ạ. Đẹp thế nhỉ? Rồi chị mua quần chip nhà Loan mặc quá phê luôn. Chị ơi em chọn các chị hàng đẹp nhá. Đấy, chứ còn hàng rẻ rất nhiều. Có loại thì vài chục nghìn một lố cũng có loại hơn 100.000 một lố cũng có, 200, hơn 200 cũng có. Nhưng mà đúng là tiền nào của đấy thôi. Mã này 350 một lố cho em. Mà các chị ra ngoài mua những cái dòng quần này, các chị mua lẻ cứ một cái một là toàn hơn 60.000 một cái này, 6 mấy nghìn một cái, 6-70 nghìn một cái luôn. Em tặng các chị giá 350.000 ạ, cả lố 10 quần. Các chị thích tách lẻ cũng được, 5 cái một cho em. Tách lẻ 5 cái một, các chị kèm đơn hàng giúp em ấy nhá. Đây ạ, nhìn bảng màu của em này. Màu nó xinh như thế này luôn. Đó, có 350 một lố thôi. 5 cái là 175.000, 180.000 đi. Đấy, bác nào mạnh dạn lấy 5 cái giả luôn cho em 180.000 đi. Ok chị ạ, chị Hương Quê có này, Hồng Yến Bùi có này, Quyên Nguyễn trên số điện thoại nhá, Quyết Thúy có này, Phan Thị Trang ok. Mã này là mã chip 6 nhá. Lâu lắm mới về được cái hàng đẹp như này các chị này. Đấy. Thu Phan là dồn đơn ok chị. Trời ơi em nhiều khi em bị nói nhịn đấy. Đấy chứ ạ, em qua mẫu luôn nhá. Mã này là có tầm khoảng 25-30 lố. 25-30 lố. Mã này là mã này điệu điệu một tí nhá. Bác nào thích điệu thì mặc mẫu này cho em. Em cứ thích gọi là gen. À quên, cái này là chip lụa này. Để chạy cái này chip lụa cho em nhá. Ok chưa? Mã này là chip 9. À chip 2. Đây ạ, mã này mã chip 2. Chị nào thích điệu các chị lấy mẫu này cho em kiểm tra giá tiền. Mã này là 340.000. Mã sản phẩm cho là chip 2 và kèm số điện thoại cho em ạ. Chip này chip gen cho em này. Mặc nhẹ tênh luôn. Đó, các chị nhìn hàng này. Bác nào thích điệu mặc mẫu này luôn cho em. Form này chốt đơn các chị tầm 60-62 cân đổ về. 62 cân đổ về em lên đơn. Mã hàng cho là mã chip 2 nhá. 340.000 đồng một lố 10 quần. Ok chưa? 340.000 đồng một lố 10 quần. Lên mã lên đơn. Cái lần trước nó sẽ pha lụa cho em này. Đấy, đằng trước pha lụa cho em ạ. Lên chuẩn mã hàng và kèm số điện thoại trên là các chị chốt đơn nhá. 340.000 một lố. Ok chưa ạ? 340.000 này các chị nhìn cho em ạ. Cái gen của nó luôn. Mặc siêu thích luôn. Đấy. Gen nó phải mềm mặc với sướng. Thế còn gen nó gọi là nó cứng và nó dặn, mặc rất là khó chịu luôn. Với lại form nó bé tí, có những cái form mà tầm dưới 40 cân, 40-50 cân thôi là các chị cũng rất là khó mặc rồi. Form này chốt đơn thoải mái, các chị tầm 60-62 cân, 60-62 cân đổ về. Lên mã lên đơn cho là mã chip, chip này chip 2 nhá. Chip 2 cho em 340 một lố, 10 quần cho em. 340 một lố, 10 quần mã chip 2. Mua thoải mái. Mới hết shop đây chị ơi là sao? Áo đang mặc là mã H3 chị Bùi Thiệp ơi, chị Nguyễn Oanh rồi ok. Mã lên đơn chứ là mã gì ạ? Mã chip à, chứ là chip 2 nhá. Chị Mai Anh có này, chị Nhân Hồng, Thị Nhung ok chốt đơn. Quần bò em mặc là Q118. Quần bò em mặc là Q118, còn đây là mã chip 2 cho em, các chị nhìn gen của nó này. Siêu mềm luôn. Được chưa? Gen siêu mềm luôn, rất là thích luôn nhá. Chị có lấy chip không? 190.000 rồi. Ok. Rồi chị Phương Lê có, chị Đông Hoa, chị Nguyễn Vân ok em chốt đơn. Trời ơi quần này thực sự luôn là em bán quanh năm ngày tháng luôn. Nhưng mà thi thoảng mới về được cái mã đẹp này, các chị mình tranh thủ lấy luôn nhá. Lấy 5 cái cũng được kèm đơn. Ok chưa? 5 cái cũng được kèm đơn hàng. Đấy chị Nguyễn Vân này, chị Nhung, Nguyễn Nhung ok chốt đơn này. Các chị có thể lấy 5 quần mã này, 5 quần mã kia cho em. Đấy tiện thì mình cứ lấy luôn một thể. Đây là mã này là mã áo cung ngực đây. Bác nào lúc nãy đang hỏi em là giơ lại cho các chị xem luôn nhá. Em giơ các bác xem luôn đây. Đây là áo cung ngực xịn này. Ok chưa? Là các chị mua ngoài toàn hơn 300.000 một cái này. Đấy, cung ngực này nâng ngực cực tốt luôn. Cái này kiểu là dạng kiểu áo đúc ấy. Đấy chứ, cũng là kiểu dạng áo đúc. Cái này là không dây cho em, bản to như này. Thế các chị mặc nó không bị bửa cái quả áo, không bị bửa quả ngực ra cho em. Lên mã lên đơn là cộng số điện thoại là cái đây là áo cúc ngực cho em nhá. Em chỉ bán đúng một loại này thôi. Loại này em dùng em thấy thích mà em mua hơn 300.000 cái cơ. Đấy chứ ạ. Giá này là giá em bán trực tiếp, giá chốt trên số lượng ở trên livestream ấy là các chị mình được mua giá nó rẻ hơn ngoại trường một nửa tiền luôn. Rồi ạ, cứ xem là tốn tiền nè. Đây các chị này, đây là màu đen.
cái này là áo ngực thì các chị không thích dây các chị bảo dây ra, còn chị nào thích dây các chị lắc dây vào, một cái này nó có dây chống tụt nhá, nó sẽ có dây chống tụt luôn đấy. Comment mã hàng cho là áo cúc ngực cũng số điện thoại cho em 159.000 đồng một áo. Rồi đợi em qua mẫu quần legging đây. Bác nào đang mặc quần legging thần thánh thì em các chị cho em xin lời nhận xét. Ok chưa? Quần legging này quần nó quần hộp, nhưng mà cái này em sẽ không đóng hộp tại vì khi vận chuyển nó sẽ bị vỡ hộp. Thì em sẽ gửi cho các chị như thế này. Các chị nhá. Quần này các chị lên là quần Q4, hôm nay em về được đủ size số, về được đủ size là từ S đến 2XL. Là các chị mình cứ dưới 65 cân là em nhận đơn, 40 cân đến 65 cân. À, lấy cho chị cái kéo chị cắt khuy em ơi. Mình cắt khuy rất nhiều cái loại này rồi. Đấy, em cắt khuy gọi là cơ ngực màu da rồi, ok. Quần em mặc là quần bò giấy. Quần em mặc quần bò giấy đấy chị. Bây giờ em lên quần vải nhá. Quần này cất chất u mì cho em. Đấy, mặc gọi là em bán rất là nhiều. Mẫu này hôm nay mới về được hàng đấy. Quần này em là hàng đặt. Nó là dáng legging đấy. Đấy, còn chưa cắt khuy ra đây này. Đấy, mỗi lần là cắt khuy là em lại bỏ lại một cái quần để em mặc. Có khi hết rồi ấy, bảo là chị ơi còn đúng một cái quần em cắt khuy mặc mẫu, chị bảo là cắt khuy rồi chị cũng lấy. Mày cứ để cho chị cắt khuy chị cũng lấy, đằng nào về chẳng phải cắt khuy. Có nhiều khách dễ tính cực luôn. Đây cái này. Rồi, cái kéo này chị cắt cái gì mà nó dính cái nhựa nhựa gì vào đây vậy? Đưa chị em cái kéo vàng đấy. Kéo này chị cắt nó bị dính cái gì vào ấy. Đấy, nhà mình cắt cái hỏng quy quần của em bây giờ. Kính thường loại kính ở đây cắt băng dính. Đấy, cắt băng dính nó dính vào bây giờ khó cắt. Đấy, cắt kéo mới nó xẹt xẹt thế này cơ mà. Được chưa các bác ơi, quần Q4 nhá. Khẩu trang em còn chị ơi, khẩu trang là 155.000 một thùng. Có. Đây các chị ơi, quần này là quần legging nhá. Bác nào thích mặc dáng ôm các chị mặc mẫu này cho em. Mặc siêu sướng luôn. Quần này em bán số lượng trước rất là nhiều, bây giờ mới về được thêm. Comment giúp em là quần này là quần Q4 và kèm theo số điện thoại ạ. Ok chưa? Quần Q4 và kèm theo số điện thoại cho em. Size là các chị dưới tầm khoảng là 65 cân nhá. 40 65 cân em chốt đơn. Quần là cạp to cho em ở 2 khuy. Đấy chưa? Và quần này là quần set nhá, khóa set cho em. Đấy, có túi trước và có túi sau. Mã hàng chỉ là quần Q4 là 129.000 đồng cho một quần. Đó, 129.000 đồng các chị lên đơn hàng cộng số điện thoại ạ. Mặc co giãn 4 chiều không cắn chỉ luôn, dáng này dáng ôm các chị nhá. Con rất thích luôn đấy chị này. Không cắn chỉ. Comment mã sản phẩm là quần Q4 100 ạ. Tôi bán cho chị 125.000 đi. Về sửa giá chị 125.000 cho nhanh. 125.000 đồng một quần cho em. Mã hàng chỉ là Q4. Ok, vậy gửi luôn cho chị ạ. Khẩu trang em, khẩu trang bé em còn chị ơi. Quần bò giấy là mã Q118. Q118 nhà em là 290 một quần. Còn mã quần Q4 là 125.000 các chị này. Mặc quần này là quần nhà em gọi là quần quốc dân ấy, nhà em bán được số lượng nhiều. Đó. Những cái dòng này khác ngoại trường là các chị mặc nó không bị cắn chỉ nhá. Và em hết hàng cũng khá là lâu rồi mới về mã này. Là vì hàng này của em là hàng đặt mà các chị mua ngoài toàn hơn 200 đấy. Đấy chứ, lên mã sản phẩm sẽ là Q4 cộng theo số điện thoại cho là mình lên đơn. Cạp cái là Q to cho em này. Đấy. Lên dáng này, cái này là hách dáng dã man luôn nhá chị yêu nhá. Lên chuẩn mã hàng sẽ là Q4 và kèm theo số điện thoại cho là các chị mình lên đơn. Mặc với lại áo phông này, sơ mi đồ đẹp luôn ạ. Rất là dễ bích đồ cho cái quần này. Mã hàng Q4 cho em 125.000 một quần cho em nhá. Chị Vũ Hiếu có ạ. Hùng Hào rồi ok, Khánh Linh có này. Chị Khang Hằng rồi ok, chốt đơn. Mã Q4. Siêu xinh luôn này. Đằng sau có túi chị yêu nhá, đằng sau có túi cho em. Lên đơn hàng và kèm cái số điện thoại trên là các bác mình chốt đơn ạ. Giá chốt trên line nhà em là 125.000 đồng một quần. Quần này các chị mặc nó không bị cắn chỉ đâu nha. Mặc phê tít luôn ý. 125.000 một quần các chị lên đơn hàng kèm số điện thoại ạ. Quần này vải u mì chị, nó giống như quần Q1 ý. Chất y như nhau luôn, nó khác nhau mỗi là quần Q1 là dáng baggy, còn quần này là dáng legging cho em. Legging là dáng ôm sát. Em lên các chị thêm cả quần Q1 luôn nhá. Đấy chứ ạ, lên cả quần Q1 luôn này. Em có nhiều mã muốn lên lắm, em đang nghĩ sang lên mẫu nào trước.
Em đang nghĩ sao lên mẫu nào trước á. Quần Q1 các bác lên, à quần này quần Q4. Hôm trước hết mà các chị còn cứ điện lên hỏi em ơi bao giờ có về hàng. Đấy chứ ạ, các chị đã mặc rồi, mặc thích rồi các chị đã muốn mua thêm ý. Tại vì những cái dòng quần này không bao giờ bị mất mốt luôn. Nó không phải là những cái dòng quần kiểu cách quá. Thì các chị cứ lên mã hàng cộng theo số điện thoại cho là quần Q4 nhá, các chị yêu nhá. Đủ size 2XL dưới 65 cân. Ok chứ ạ, 40 cân đến 65 cân đến chốt đơn nào. Cạp vừa cho em này. Đấy, bụng chị nào to nhá, mông to, bụng to mà có ghen bụng rất là tốt luôn. Đấy, ghen bụng nâng mông này, lên mã lên đơn cộng cho số điện thoại trên là quần Q4. Siêu sướng luôn. Rồi, bác nào chốt lên luôn, tại hôm nay em về đủ size số. Q1 cũng bằng tiền chị ơi. Đây, Q1 là dáng baggy cho em. Q1 là dáng baggy như này, nó sẽ là cạp như này các chị này. Nhiều hình lắm luôn ý, đây là quần top. Chị ơi, em quần Q1 đây. Đây, Q1 nhiều hình lắm. Q1 là dáng kiểu dáng thụng, dáng baggy cho em. Còn Q4 là dáng legging. Em còn đây là quần Q1 đây. Nhiều hình lắm nhá. Cứ một quần, một hình, hai quần, hai hình, ba quần, ba hình, bốn quần, bốn hình khác nhau luôn. Lên mã lên đơn cho là quần Q1 cộng số điện thoại 125.000 một quần. Là size em chốt được các chị dưới 65 cân đổ về nhá. Tầm khoảng là 45 đến 65 cân. Tại vì nó là dáng baggy cho nên là dáng của nó không phải là ôm sát như kiểu là quần Q4 đâu. Q1 là 125.000, dòng tem 2 mark cho em này. Quần này thì các chị ơi mặc được cả đông cả hè luôn. Đó. Em mặc thử các chị xem cái dáng của quần Q1 luôn nhá. Ok chưa ạ? Lên đơn hàng cho em và cộng theo số điện thoại. Đây em mặc thử các chị xem cái cạp này xem nào. Có nhiều hình lắm, nó có tầm khoảng là 10 hình khác nhau cơ. Cái quần Q1 ấy có tầm 10 hình khác nhau luôn. Q1 là 125, Q4 cũng 125. Đấy các chị cứ comment chuẩn mã hàng. Ok chị Loan Kim Loan Huỳnh này, Hà Nguyễn có, Duyên Trang, Chu Thủy Linh rồi ok. Lên bộ Sài Gòn New luôn nha. Sài Gòn New đến size 3X à? 3XL hay 3XL? 3XL đúng không? 3X. Đây. Các bạn cái quần Q1 đó là dáng baggy này. Thế chị nào mà mông to này. Được chưa? Các chị mặc cho em những cái dáng này này. Được chưa? Mông to, mông bé mặc được hết. Nó kiểu là quần che khuyết điểm ấy. Đấy chị yêu nào chốt đơn comment là quần Q1 cho em nhá. Q1 là 125.000 một quần. Đủ size từ size S đến size XL. Thì các bác nhà mình cứ tầm khoảng là dưới 65 cân lẻ lên chốt đơn mẫu này, co giãn 4 chiều. Chị Hải Quân đặt lại giúp em với chị ơi, chắc là bị ẩn sót comment rồi. Quần này là vải umi chị, co giãn 4 chiều. Đấy, toàn bộ những dòng này các chị này. Em bán các chị nhiều khi các chị đi nhập xỉ giá còn không được giá này luôn. Hàng này hàng, toàn bộ hàng em đặt đấy ạ. Đây ạ, các chị nhìn hàng cho em nhá. Q1 cộng theo số điện thoại cho em là các chị lên đơn. Nói chung là cái này em sẽ là chị nào cũng lấy một quần là một hình, hai quần là hình, ba quần ba hình, 10 quần 10 hình khác nhau. Quần em gọi là cũng là quần quốc dân nhà em ạ, bán mấy năm nay rồi ạ. Chỉ riêng đúng một loại chất này thôi, không có thay đổi loại chất khác. Nên các chị mặc ạ, các chị cũng quen những cái dòng này của nhà em rất là quen rồi ấy. Nên các chị cứ chỉ được thế là chốt đơn thôi. Lên mã lên đơn cho là Q1 nhá. 125.000 một quần. Ok chưa ạ? Q1 ạ. Là dáng của nó là dáng kiểu là dáng baggy, còn Q4 là dáng ôm nhá các chị nhá. Nghe gió hộ em với, không ngày mai lại nhầm mã đấy ạ. Chẩu Mạnh Cường lên số điện thoại giúp em với. Đường Liên có, Nhung Than có, Nguyễn Tính rồi ok em chốt đơn hàng. Tiếp theo các chị ơi lên một ít cái quần quần sóc nhá, với lại áo phông đá được không? Em qua mẫu nhá, chuyển mẫu khác này. Lên các chị một ít quần sóc với lại là áo phông, áo nắng em còn chị ơi. Áo nắng ngày hôm nay về đủ size số rồi. Các chị mình cứ lên đơn hàng mà kèm số điện thoại ạ. Chị Vũ Hiếu rồi ok này. Bây giờ điền cỗ đẹp thấy cháu này, comment hẳn trên bài của em với này. Vũ Hủy, Vũ Tỷ Hằng ok chốt đơn này. Cái bộ này là bộ này em là bộ hàng Sài Gòn New. Được chưa? Bộ hàng Sài Gòn New cho em. Lên đơn hàng và kèm theo số điện thoại trên là các chị chốt nhá. Bộ hàng Sài Gòn New hàng cao cấp cho em, cái này đến size 2XL. 2XL hay 3XL? MLXL 2XL đến 65 cân. Được chưa? Đến 65 cân đổ về. Bộ này là bộ cốt tông cho chất u mì. Được chưa? Của hãng Sài Gòn New cho em. Lên đơn hàng và kèm theo số điện thoại là bộ bộ gì nhỉ? Được chưa? Bộ gì ạ? Bộ H4. Bộ H6. Đây là bộ H6 này. Thôi từ từ, H6 sẽ làm bộ khác. Đấy, B dạ, B006. Ok chạm, bộ này là bộ B006 cho em. Là mình chọn màu, chọn size vừa nhá. Bộ cốt tông hàng Sài Gòn New. Các chị này, siêu đẹp, em thử màu xanh luôn.
cho em xin một cái gì cái gì chơi. Đây bộ Sài Gòn New là em thử mặc mẫu luôn, form này form đẹp, form suông cho em, nó không phải bo gấu. Quần thì quần một màu, chị lấy cho em mấy cái quần Q17 nào. Quần này được chưa các chị yêu ơi? Đây các chị nhắc, bộ này là bộ hàng Sài Gòn New cho em. Em có đủ màu đủ size là đến size 2L. M, L, XL, 2XL là các chị từ trên 40 cân nhá. 40 cân đến 65 cân em chốt ấm. Đấy chị ạ, các chị chọn cho em màu xanh này, màu đỏ, màu đen, màu nâu, 4 màu. Xanh, đỏ, đen, nâu và kèm cho số điện thoại cho em. Giá chốt trên line như em là 159.000. Ok chị ạ, 159.000 đồng ạ. Giá hãng của nó là 280.000 đấy chị này. Giá hãng là 280, em tặng các chị 159 đồng một áo. Lên chuẩn mã hàng cho em là bộ gì ạ? Rồi ạ, cái miếng khó chịu lại phải làm 10 cái quần chip rồi à. Rồi ok các bác, em cảm ơn các bác rất là nhiều ạ. Rồi thế thì mai chốt luôn áo cùng size 36. Ui dồi ôi các bác, nhắn tin cho nhau đi, đừng có comment trên bài của em thế này. Trời ơi, nói chuyện với nhau cứ cười. Đây, các chị này, Phong Đá đợi em một xíu em lên luôn nhá. Mã này các chị comment là B006. B006 và kèm cho số điện thoại cho các chị nhìn xem màu này. Ok chị ạ, toàn bộ hàng của hãng Sài Gòn New cho em chất cốt tông, rất là mát luôn các chị yêu. Cái chị ạ, bộ này của nó là bộ quần ngố. Mã này là 159.000 đồng, quá rẻ luôn. Đấy chị ạ, 159.000 đồng cho em các chị chọn màu nâu, màu xanh, màu đỏ và màu đen, 4 màu nhá. Nâu xanh đỏ đen ạ. Kèm theo số điện thoại trên là các bác mình chốt đơn ạ. Chị ơi cầm này rợ hộ em cái. Cái này có thể treo ngoài không nhỉ? Không có treo ra ngoài á? Có thì chỉ tốt thôi. Có thì kia là sau áo nắng nhiệt. Đấy, có hàng treo ngoài luôn, đủ size đến 2XL luôn ý. Mã bộ cho em là bộ bộ 006 á. Bộ 006 các chị cho em màu đỏ này. Đấy, áo màu nào viền quần màu đấy cho em. Đây là màu nâu, màu xanh, màu đen, 4 màu ạ. Đỏ, nâu, xanh, đen, 4 màu ạ. Lên đơn hàng mà kèm theo số điện thoại cho các chị mình chốt đơn nhá. Chốt trên live trực tiếp của em là 159.000 đồng một bộ. 159.000 đồng một bộ cho em bộ B006. Chị Hoàng Dương ok này. Chị Thơm Nguyễn có này. B006, chị Phạm Hường có áo cúc ngực này. Nguyễn Huệ có đơn hàng này. Đây chị đọc qua các bác thôi nhá, tại vì là comment nó trôi rất là nhanh. Chị Hương Quê này, Bùi Thị Vượng có này. Đấy, hàng hãng Sài Gòn New các chị biết là cái thương hiệu của nó như nào rồi. Nó có từ 30 năm nay rồi. Các chị không phải lo về cái chất của nó nhá. Năm nay nó có cả chất u mì và chất cốt tông luôn. Thì hôm trước em bán hộ chất u mì, hôm nay sẽ bán các chị được chất cốt tông này luôn này. B006 cho em ạ, 159.000 đồng các chị lên đơn. Ơi B006 kèm số điện thoại ạ. Mình là shipper, ship nhiều hàng nhà em Loan, nghiện luôn nhà em Loan. Ôi thế à chị Trinh Viện, em cảm ơn nhá. Đấy, nói chung là bán hàng mà cho đồng kiểm nó có cái lợi của nó như thế. Nhiều shipper là cho khách hàng xem hàng là thấy ưng luôn là sau lại xin cả địa chỉ của shop để mua ấy. Đấy, nhiều shipper là kiểu là cho khách xem hàng là tiện, nhìn thấy đẹp là lại mua luôn. Có nghĩa là lại thành kiểu là fan cứng luôn đấy ạ. Đây các chị chọn cho em màu này, màu xanh nhá. Xanh này, em thử các bác cây nâu luôn, cái nâu này cũng xinh này. Cả nâu cả bộ luôn. Đấy, cái màu nâu đậm ấy đang rất là hot luôn này. Đấy, chất cốt tông, nhận hàng kiểm tra hàng trước thanh toán. Logo là theo cho em. Đó, logo theo này các chị này. Màu nâu nhá. Rồi, đỏ đen xanh ok chị Loan Kim. Đây là tông màu đỏ này. Đỏ áo đỏ quần đen nhá. Đỏ có lúc phải đỏ chót đâu. Mà nó là cái tông màu đỏ đậm đấy ạ. Đỏ đậm cho em thì áo màu nào thì cái viền quần là màu đấy. Áo màu nào viền quần màu đấy cho em. Lên mã lên đơn cho là bộ bộ B006. B006 cộng số điện thoại cho em nhá. Ui giời, dù cả họ mua nhà em Loan rồi. Em cảm ơn tình yêu rất nhiều ạ. Rồi chị Trần Nguyễn có, Bùi Thị Vượng có, là Nguyễn Thị Vinh rồi ok chốt đơn. Lên mã lên đơn cộng số điện thoại ạ. Tiếp theo thế thì tặng các chị ba lô đi, cái ba lô nhỏ đi. Ba lô nhỏ kèm đơn. Ba lô nhỏ hôm nay về được màu đen đi. Đâu nhà về nè. Nó để đâu rồi? À đây. Bác nào thích quần cái quần Hà Quảng Châu mà form to ấy, các chị thả tim cho em nào. Là em có size các chị 70 cân đấy. Đến 70 cân. Từ từ đấy nhá. Cái này em còn chưa lắp dây đấy này. Được chưa? Các chị có phải là ba lô cho em, hiện tại em đang có màu đen. Đấy, hôm nay lại hết nâu lại có nguyên màu đen. Hôm qua thì hết nguyên đen lại có nguyên màu nâu. Chị ra hội thấy hộ em cái quần cái size nhỏ nhất cho em cái. Cái quần Hà Quảng Châu mà quần dài ấy. Quần ấy hè mặc được đâu mặc được. Chị có được tặng gì không ạ? Ba lô là các chị 99.000 đồng một cái ba lô. Các chị đang mua ngoài rẻ cũng phải tầm khoảng 220 một cái. Đấy, em tặng các chị một cái ba lô nhỏ xinh xinh thế này cho em ạ. Ba lô kiểu ba lô
đựng tiền nong điện thoại rồi mỹ phẩm ấy, đồ cá nhân ấy, mình đeo với nhau cho em đi du lịch đi chơi này. Đấy, em tặng các chị 100.000 một cái nhé, da của nó rất là đẹp luôn. Lên mã sản phẩm trên là ba lô, cách số điện thoại cho em ạ. Em có sẵn là màu đen như này, em tặng các chị 99.000 đồng một cái ba lô đen. Đấy, những ba lô đen là dòng thông dụng nhất luôn. Ok chị ạ, có dây đeo, em chưa lắp dây vào đâu, vì hàng nó mới về bù được màu đen. Đấy chị này, bên trong nó có dây, mình về mình lắp dây giúp em nhá. Cái này đeo chéo cũng được mà các chị đeo sau cũng được. Lên mã lên đơn cộng theo số điện thoại trên là các chị mình chốt đơn hàng là ba lô, là giá là 100.000 một cái tặng kèm đơn. Cái này sẽ không ship lẻ mua một cái ba lô nhá. Cái này em bán bác nào có đơn hàng kèm theo là 100.000 đồng một cái. Chị ơi, nhà em chưa gọi chốt đơn xong đâu. Đơn của tối hôm qua với trưa hôm nay nhà em vẫn chưa gọi hết nhá. Thì các chị cứ đợi để ý điện thoại giúp em với, nhà em sẽ gọi. Nếu mà bác nào chưa được gọi chốt đơn, các chị có thể lấy kèm đơn hàng cho em cũng được. Chị Vân Hàng Lương có bộ em mặc là mã B006 chị ơi. B006 em có 4 màu là màu xanh, màu đỏ, màu đen với màu nâu. Xanh, đỏ, đen, nâu, 4 màu cho em như thế này này. Chất mát hàng của Sài Gòn New cho em. Đấy, 159.000 đồng một bộ ạ. 159.000 đồng một bộ, các chị lên đơn hàng cho là B006 kèm theo số điện thoại ạ. Mình chọn màu, chọn size vừa cho em nhé. Cái này con mẫu này. Bây giờ lên các chị quần hàng, quần dài nhé, hàng Quảng Châu đâu. Đây lên dưới chân em. Đây à? Ừ, size ý, size ở đây. Đây quần này em có từ size 2XL, 2XL đến 5XL cho em. Bây giờ là nói chung là chị nào cũng lấy một quần thì một hình, hai quần, hai hình, ba quần, ba hình khác nhau. Em có size các chị tầm khoảng là 52 cân à? Mình có 3x4XL. Ừ, từ 2XL đến 5XL nhá. Quần này trước nếu mà các chị là nếu mà không được giá lô ấy, thì em chị em mình đang mua mức giá là 280.000 một quần đấy. Đây là hàng Quảng Châu. Từ size 2XL đến 5XL. Là em chút đó các chị để mặc thử nhá. Tại vì em hiện tại em đang 52 cân. Em mặc các chị xem cái form trước đã, để em ước chừng xem là tầm bao nhiêu cân vừa mẫu này. Đấy, tại vì là em ít khi em bán quần size to lắm. Thường là em hay bán là quần từ 65 cân đổ về thôi. Nhưng mà quần này em thấy đẹp quá là em ôm lô luôn. Đây các chị này, quần nó kiểu dáng thể thao ấy. Thì hiện tại em có sẵn 5 hình khác nhau nhá. 5 hình khác nhau và form các chị tầm khoảng là 70 cân đổ về em chốt. Cái quần này thì bác nào mà về bị dài các chị cắt gấu cho em nhé. Tại vì quần hàng Quảng Châu thì bao giờ cái quần của nó cũng bị dài hơn so với hàng của Việt Nam. Đây chị yêu, cái form này chốt đơn các chị tầm 50 cân đến tầm khoảng là 70 cân đổ về. Chị nào tầm 50-70 cân em mới chốt, còn dưới 50 cân không chốt mã này nhá. Dưới 50 cân là vui lòng không chốt mã này. Giá chốt cho em trên line nhà em là 150.000 đồng một quần. Ok chị ạ, hàng 280 em vượt được giá xem tặng các chị là 150 một quần. Quần chun, cặp chun cho em. Rất là thoải mái luôn, chất liệu co dạng các chị này. Lên trên đơn và kèm số điện thoại trên là các chị mình chốt 150.000 một quần cho các chị yêu. Ok chị ạ, 150. Nhìn qua từ tem túi của nó các chị biết luôn. Mã quần này các chị có mày là quần Quảng Châu và kèm theo số điện thoại ạ. 150.000 đồng một quần cho em. Nhà em có bạn, có cô nhân viên gọi chốt đơn bị làm sao vậy? Là sao hả chị Nguyễn Nhuệ ơi? Là như thế nào chị? Bị sao là bị sao? Chị nào chốt quần này các chị có phải là quần Quảng Châu cho em nhá. Form các chị tầm 70 cân, 70-72 cân vẫn dao động mặc được. Chị Linda Phạm rồi ok. Kim Tiến Hoàng quần 150 chị ơi, không phải 250 nhá. Em bán có 150 thôi mà. Mã là quần Quảng Châu. Đây các chị ơi. Về chị nào bị dài nhá, chị nào nói chung là chị nào cao dưới tầm 1m58 thì các chị phải cắt gấu. Đó, và chị tao cao tầm 1m58 đổ lên các chị không được cắt gấu một tí nào luôn. Dưới 1m58 các chị phải cắt gấu cho em. Lên mã lên đơn, quần này là quần kiểu dáng ống ôm ấy, dáng ống côn, các chị mặc các chị cắt gấu nó không bị mất dáng, không bị mất form quần. Lên mã lên đơn cho em là quần Quảng Châu và kèm theo số điện thoại ạ. Nó có tầm 5 hình khác nhau, nên chị nào cứ lấy một quần một hình, hai quần hai hình, nó kiểu là cái viền quần nó na ná như nhau ấy. Đây ạ. Em bóc cho chị xem luôn này. Ok chị ạ, viền quần nó cứ na ná như nhau luôn. Quần này trước là hàng 28 đó. Đây ạ. Các chị nhìn hàng này.
siêu đẹp luôn, có 150.000 một quần. Các chị lên đơn hàng một cái, nó số điện thoại cho em. 150, cứ 150 một quần các chị lên đơn nhá, rẻ hơn ngoài, giá cũ còn nửa tiền luôn. Đó, chuẩn mã hàng chỉ là quần Quảng Châu và kèm theo số điện thoại ạ. Chị Nguyễn Vân à. Áo em mặc đó là bộ của Sài Gòn New, chị Nguyễn Liên ơi. Là bộ B006, là bộ hàng Sài Gòn New. Còn quần là quần Quảng Châu cho em nhá. Quần Quảng Châu, chị Nguyễn Vân, chị gọi vào giờ nào chị? Chị Quyết Quý, ok, chốt đơn quần Quảng Châu. Các chị nào mà vừa cái quần này, các chị cứ lấy mấy cái mà mặc. Nói chung là mùa đông mặc được, mùa hè mặc được. Đó, mặc được cả đông cả hè luôn á. Mà đợt trước nếu mà các chị mua hàng chính phẩm rất là đắt. Hàng này em ôm sale đấy. Em ôm được sale, nó có 5 hình thôi, em mới lấy được 3 hình thôi. Còn 2 hình nữa thì ngày mai mới tìm được, vì nó ở trong kho cơ. Lên mã lên đơn trên là quần Quảng Châu cho em ạ. Giá là 150.000 đồng một quần. 150.000. Bác nào lấy dồn đơn các chị cứ lấy luôn cho em nhé. Cứ lấy luôn kèm đơn hàng cho em với. Tiếp theo là em sẽ lên các chị một ít cái áo phông đá nhá. Phông đá em còn số lượng ít thì em sẽ lên luôn đây ạ. Lên phong đá nha các bác ơi. Ok chưa? Zet tin nhắn là ô Huyền ơi, chị bảo là Zet tin nhắn của chị Quế Phan mà tại sao lại quên à? Chị luôn đấy. Ghi ra cái tờ giấy của chị, ngày mai Zet tin nhắn luôn. Tại vì comment nó trôi nhanh, cái tin nhắn ấy. Cái tin nhắn nhà em nó đẩy nhanh dã man, không kịp Zet ấy các chị ơi. Đây này, em thề luôn nó không phải nói điêu đâu. Cái tin nhắn của nhà em nhá, có nghĩa nó cứ đẩy liên tục luôn ý. Đây này, các chị thấy không ạ? Đây này, đấy, em không phải nói sai luôn. Nó cứ đẩy liên tục như này này, không kịp dép luôn á. Đấy, đây là cái tin nhắn ở trên page của em đây. Tại vì là khách hàng ạ, đang like khách hàng nhắn tin thì rất đặt rất là nhiều luôn. Đấy, nó đẩy liên tục luôn mà. Đấy chưa? Đây này, tin nhắn còn đen kín luôn, nó không kịp dép đây này. Ngày mai nhà em mới dép hàng, mới dép tin nhắn được. Đấy, không kịp dép luôn. Tin nhắn hai thế à? Thế để lại số điện thoại trên line đi. Tại vì tin nhắn thì chỉ có 1-2 bạn Z thôi. Còn nhân viên chốt đơn thì có nhiều bạn, thì các chị cứ cố gắng đặt ở trên line trực tiếp hộ em với. Trời ơi, quần Quảng Châu dưới 70 cân. Bộ cho mẹ 60 tuổi à? Thế thì chỉ có mặc bộ lanh thôi. Chị gọi vào 10 giờ trưa và 3 giờ chiều. Thế thì tầm giờ đấy nhân viên vẫn làm mà. Hay là chị gọi vào số của bạn nhân viên, bạn ấy nghỉ buổi chiều nhỉ? Đấy, đúng rồi, hôm nay có mấy bạn nghỉ hôm thứ bảy, là hôm nay là có 3-4 bạn xin nghỉ đi chơi rồi. Mấy bạn chưa có chồng là thứ bảy chủ nhật là bạn đi xin nghỉ, bạn đi chơi. Hôm nay có mấy bạn nghỉ, các chị thông cảm nhé. Thế thì ngày mai định lại giúp em với nhá. Cái quần này còn mỗi một cái mẫu thôi. Em mặc đây. Cái mẫu này có đen trắng luôn này. Cái áo đá mẫu này có cả đen trắng nhá. 1XL, 2XL, màu đen, màu trắng. Mã này các chị lên đơn hàng cho em là... Cái con đấy là con gì vậy? Con ong hay con mối ấy. Ôi bão sao? A3, à quên, phải không? A3 cho em. Quên là A3 nhá. A3 em có đen trắng. Thế là chị Quế Phan. Chị ơi, ngày mai em làm cái tốt. Bác nào chưa được gọi chốt đơn, các chị comment vào bài của em mới nhá. Đấy, nhân viên em sẽ là Z tin nhắn mà thấy cuộc gọi của... Nói chung là thấy cái số điện thoại có chị mà chưa được gọi chốt đơn, các bạn sẽ gọi lại. Bây giờ là comment ở trên like ấy, nó hay bị ẩn lắm ấy. Hay bị ẩn dã man luôn ấy. Nên các chị có thể là gọi ngày mai sẽ làm một cái tút là bác nào, chị nào chưa được gói chốt đơn, các chị comment số điện thoại vào thì lúc đấy là sẽ có một bạn là bạn ấy gọi là với số của các chị, đúng không ạ? Thì thế cho nó dễ để đỡ bị sốt đơn hàng nhá. Đấy, thề luôn. Em muốn bán hàng mà các chị đang bảo là không được gọi chốt đơn đây này. Thực sự luôn đấy. Không hiểu đợt này là Facebook nó bị làm sao ấy. Đây, mã này các chị lên đơn hàng cho em là mã A3. Đây A3 đây lên luôn. Thì em sốc bò luôn. Đây mẫu A3 áo đá. Mẫu em có cả đen với trắng nhá chị ơi, nhắc dưới 65 cân em chốt.
Mã này dưới 65 cân em chốt đơn hàng ạ. A3 cho là 160.000. A3 là 160.000 đồng. Các chị lên đơn hàng cho em ở cộng theo số điện thoại ạ. À, phông có cổ đằng sau là 190 chị ơi. Đây mẫu em nó có màu đen màu trắng luôn. Đa số là màu đen màu trắng còn ít nhá. Là có size 1XL với 2. Ô cái này có cả 3XL này. Cái này bị sót cả 3XL vào đây. 3XL các chị tầm 70 cân. 3XL tầm 70 cân. Ui, hai con 3XL luôn này. Huyền ơi, tao bảo mày một cái này ra đây. Tương mai thì có ngày mày vỡ mặt. Gì đấy? Tụ ông. Tụ ông hả? Đó ở cái sàn. Ui, đâu. Chị ơi, bỏ ra không khách ra xem đồ mẹ đốt chết. Chị ác thế. Mai dù bảo đứa nào mà mày vào mày lấy đồ cho ông nó đốt à? Ô ba cái màu trắng này đều sẽ bay này chị này. Sao có ba cái bay? Cái này có nguyên màu đen, màu trắng em có dây to đây. Tổ ông. Sao em mặc hết rồi? Chịu luôn đấy Huyền ạ. Chị nào kéo chị nào tầm khoảng 70 cân mặc vừa cho em con 3X này. Đây. Sao bị lẫn một cái size to vào đây này. Đây tầm 70 cân nhá. Đấy bắt đầu từ 65 đến 70 cân các chị mặc cho em cái màu size 3XL này. Thấy chưa? 160.000. Lên mã lên đơn cho em là mã hàng A3. Thế à? Chị ơi, nó làm ngay ở cái chỗ mà treo quần áo ấy. Nên nếu khách cũng biết là sờ vào phát nào đốt đấy. Chị bị đắng ạ. Nhiều ong lắm. Có lộc đấy. Thế à? Ông à, lộc chả thấy đâu, chả thấy có tiền đâu cả. Đây cái này còn sót cọc đen đi các chị nhá. Mã hàng là A3. A3 và kèm theo số điện thoại cho em. 160.000 một áo. Size các chị dưới 65 cân nhá. 40 cân đến 65 cân đổ về là em chốt đơn. Kiểu cái con gì nó bay ở nhà thế. Mối không có cổ em lên rồi. Quần bò hàng Quảng Châu em cũng lên rồi chị. Rồi tiếp em lên mẫu khác này. Chuyển mẫu nhá. Đấy A3 bắt đầu chốt lên đơn ạ. 160.000 luôn các chị ơi. Đá ép nhiệt rất là chắc luôn. Chị Bình Phương Nguyễn có mã hàng không chị? Tiếp mã này cho em luôn. Mã này đá 85, 45 đến 65 cân. Mã này các chị lên đơn hàng chưa là đá 85 và kèm theo số điện thoại ạ. Đây các chị ơi. Mã này là hở vai cho em, đá 85 các chị lên đơn nhá. Lấy hộ em cái một ít cái đá ấy đi, đá thổ đi. Đá thổ hàng trung trung tuổi ấy. Đá thổ với áo đen đá này. Đóng cái cửa xuống đi em ơi, toàn mối vào nhà rồi. Đây các chị ơi, mẫu này các chị đến dưới 65 cân nhá. 45 cân đến 65 cân đổ với em chốt đơn. Mã đá 85 là 160.000. Có thể đá hở vai cho 160. Đã nào chốt lên đơn hàng có này mặc trẻ cực kỳ luôn. Cái màu của nó nâu nâu quá chị nhá. Màu nâu nâu cho em 160.000 một áo. Mã hàng trên là đá 85 và kèm theo số điện thoại ạ. Rồi Q4 chị Điềm Nhiên có này. Áo điệu em còn một ít thôi chị ơi. Chị Kim Thoa đặt lại nhá. Mã này là đá 85 cho em 100. Ok chị Nguyễn Tủy này. Mã này 160. Mã này trên là 160.000. Comment mã hàng và kèm theo số điện thoại trên là các chị mình chốt đơn hàng ạ. Siêu xinh luôn, 160.000. Dưới tầm khoảng là 65 cân em chốt nhá. Có thể đá hàng Quảng Châu đây này. Đá nó ép rất là chắc luôn. Mã em có MLXL3 size. Ok chị ạ, MLXL3 size. Lên mã lên đơn cho là đá 85 và kèm theo số điện thoại ạ. Đây đá 85 cho em. Đá sáng này, chị Đàm Huế lên số điện thoại cho em với chị ơi. Áo kẻ đi em mà đợi em một tí. A3 chị Hương Ngô kem chốt đơn. Chị xem váy trắng sau. Váy trắng nào sau? Em đưa có váy trắng nào sau à chị? Thế là chị em có đá kia đi. Mã này có 160.000 này chị này. Đá 85. Đủ size là MLX nhá. Chị Trần Huế ok chốt A3 trắng đen này. Đàm Huế rồi ok. Quần em mặc có màu đen của mã này này. Đây sao còn mấy cả. Nhưng mà có tay to đây. Con này em treo nốt 200 nhé, 235. Cái này em còn nguyên đen của size 28, 29. Xem em sẽ còn size 29 không? Còn Q223 này. Còn trắng đen có
Trắng size 29, còn đen. Đen hết nhá, cái này còn một cái màu đen size 28 này. Còn một cái màu đen, ba cái à? Đâu? Trắng đâu? Đen còn mấy cái? Đây á? Trời ơi, đóng cửa vào đi, đóng cửa vào. Bật cái điện ở ngoài xong đóng cửa vào, không mối nó bay hết vào nhà rồi. Trời ơi, chuẩn bị bão sao đấy. Đóng hết ra mấy cánh cửa đi. Hai đen size nhiêu? Đâu lấy cho chị con trắng đi, lấy cho chị con màu trắng luôn. Con này xem 200 á chị này. Là form này các chị bình dưới 60 cân nhá. Chị nào từ 55 đến 60 cân các chị mình chốt mã này cho em là quần là Q223. Q223 và kèm số điện thoại ạ. Quần sọ em mặc hết rồi nhưng mà nó có cả màu đen, nhưng mà cái quần màu trắng gần giống này nhưng mà nó size to. Đây này, nó có màu đen. Đấy, nó có màu đen của size 28 29. Lên mã hàng trên là Q223 và kèm số điện thoại ạ. Giá chốt trên line thì em là 200 nghìn. Hôm trước là 235 nhá, bây giờ xem lúc các chị là 200. Bác đào chốt lên đơn hàng ạ. Quần chị mặc còn nguyên màu đỏ. Quần em mặc còn nguyên màu đỏ thôi. Chị nào lấy em tặng lúc các chị 100 nghìn một cái luôn. Em còn sót nguyên màu đỏ. Mã này nhá, hôm trước là 185 đến 190 nghìn. Bây giờ là còn nguyên màu đỏ, các chị có phải là sóc đỏ cho em. Size S. Còn nguyên size S à? Chị nhìn thấy em sẽ còn cái gì thế nào? Đây này, cái này mới tìm được size S thôi. Bác nào vừa sốc đỏ các bác lên đơn nhá. Đá 02 rồi ok, chị Ngô Huệ có này, chị Hạnh Thí có đơn hàng. Mã lửng nữa đi em à. Đây, cái này còn size S này, các chị tầm 40 cân đến tầm 48 cân. 40 cân đến 48 cân đổ về em chốt đơn. Các chị có phải là sốc đỏ nhá, cái này có cả dây lưng đấy. Tặng kèm dây lưng, em tặng các bác nào có đơn hàng là 100 nghìn một quần. Có kèm dây lưng như này. Bình thường các chị mua nguyên cái dây lưng này đã hơn 100 nghìn một cái đúng không? Tầm 150, 180. Để cho em tặng các chị luôn là 100 nghìn một quần cho em có kèm dây lưng. Lên mã sản phẩm là quần sóc đỏ và kèm theo số điện thoại ạ. Thôi em. Rồi ok, Q223 em còn tổng là còn 5 cái cả trắng cả đen. Bạn nào vừa size S màu đỏ các bác lấy lên đơn luôn nhá. Áo em mặc là mã đá 85 chị ơi, 160. Đá em mặc là đá 85, 160 nghìn. Cái này có đính đá và đá hở vai cho em. Tiếp mã này cho em là đá 365 có LXL đúng không? Rồi ạ, đá 365 là có LXL 2 size này. Đá 365 các chị lên đơn hàng một kèm với số điện thoại ạ. Đá thổ hàng Quảng Châu các chị yêu nhá. Ok chị ạ, đá thổ hàng Quảng Châu. Lên mã sản phẩm cho là đá 365. Quần Quảng Châu này các bác lấy nhanh hơn hết. Đây các chị này, mã này các chị chốt đến dưới 65 cân nhá. Từ 50 cân đến 65 cân đổ về em chốt đơn. Mã là 195.000. Ok chị ạ, 195.000. Áo này là đá bo gấu cho em ạ. Dòng tem hai mác vàng cho em. Đấy chị ạ, hàng Quảng Châu cao cấp này, 195.000 một áo. Mã hàng là đá 365 và kèm số điện thoại ạ. Con này mặc rất là sang luôn này, đá bo gấu. Cái vần tay của nó rất là xinh luôn nhá. Đá 365 chị ơi. Đúng rồi, đá 365 cho em. Lệ sầu chốt lên số điện thoại cho em ấy chị ơi. Đấy, bác nào vừa cái sóc đỏ các bác lấy nhá. Tại vì là em còn size bé thì cái đấy là em thanh ý là 100 nghìn một quần và có kèm dây lưng. Chị Ngọc Cánh Nguyễn ok, chút lại lên lại mã hàng là đá 365 chị ơi. Là áo em đang mặc cái này là 195.000 à. Đúng là 195.000 một áo. Áo là 195.000, các chị lên đơn nhá. Bo gấu cho các chị bụng béo nó không bị lỗ bụng này. Những cái dòng này cho các chị trung trung tuổi. Đấy, chị nào trung trung tuổi lấy mẫu này luôn cho em này. Đá 365 các chị mình lên đơn nhá. 195.000 đồng đá 365. Cuốn đen vừa nãy là Q223 chị Hoàng Loan ơi. Chị Nguyễn Phượng ok, chốt đơn nạt đá 85. Ngọc Khánh Nguyễn có này, chị Hòa Chu rồi ok, chốt đơn à. Lên mã sản phẩm cộng theo số điện thoại. Chị xem bọn em đi áo đá mã nào có số lượng một tí đi chị. Đấy, có một cái đá 02. Bỏ đấy. Thấy không? Đây đá 365 đây, trên này. Trên chỗ cái hộp nhụm lâu rồi. Đây đá 365 cho em, Ngọc Khánh Nguyễn rồi ok này. Chị Đinh Cấm ơi chốt lại cho em với nhá. Chị Hải Yến có, Vũ Thị Thanh có này. Cái sốc đỏ có đúng mấy cái, 3-4 cái em hết hàng chị ơi.
chị Hải Yến có, Hạnh Thúy có này, Vũ Thị Thanh có này, chị Nguyễn Lan cho em xin lại số điện thoại nhá. Chị Hải Yến ok chốt đơn cột Q4 này. Đó, comment đúng mã hàng mà kèm với số điện thoại chị là các chị chốt đơn. À, chị ơi, lấy cho em quần ngố bò đây đi. Em lên quần ngố bò luôn nhá. Nào cho em xin quần ngố bò luôn. Cái này còn mỗi quần đúng không? Đây. Quần này em còn một chiếc, bác nào lấy em tặng nốt này. Con này hôm trước là 320, còn size 27 nhá. Size 27 các chị tầm khoảng 53 cân, 54 cân đổ với em chốt. Được chưa ạ? Từ khoảng là 49 cân đến tầm khoảng 53-54 cân, 48 cân đổ lên mặc vừa. Đấy, 48-53-54 cân, hàng 320. Con này em thanh nghìn lúc các chị là 250.000. Đó, mã quần này là mã, quần này là quần ống vẩy cho em nhá, quần ống lê ấy, Q059, size 27. Áo em đang mặc nghé, mã này á. Áo em đang mặc là, mã này là mã 365. Mã này đá 365 cho em, đúng không? Đây các em còn một cái này, bắt đầu chốt vừa thì lấy luôn này. Quần bò giấy. Đây là con này em xả nút 250, còn đúng một cái size 27. Còn đúng một cái size 27, chị nào vừa lên đơn nhá. Q059 size 27 cộng theo số điện thoại cho em. Cái này vừa, chị nào mà vừa em để dành luôn này. Hết rồi, còn mỗi một cái thôi. Hết hàng, hôm về được đúng một lần là hết. Mã là Q059 ạ, Q059 cộng số điện thoại cho em. 250 nốt nhá các chị ơi. Rồi áo em mặc là đá 365. Cái mã C6 luôn, áo đá mã C6 cho em nhá. Q5 size 2527 chị Thúy Lê à. Q059 đúng không? Đấy em còn một chiếc, cái bác nào mà vừa thì các bác lấy luôn nhá. Em xả lốt 250. 863 còn size gì đấy? 29 28. Q263 thì em còn size 28 29 này. Mà em còn size 28 và size 29. 55 cân. 55 cân đến tầm 55 đến 62 cân. 62 cân đúng không? 55 đến 62 cân là em chốt đơn hàng. Mã này các chị có mình là Q863 kèm theo số điện thoại. Thì quần này em không còn size nhỏ nhé, em chỉ còn size các chị trên 55 cân thôi. Nó tương đương với là size LXL ấy. Đây này, tương đương với này, size 28 này. Thì nó tương đương với size L đây. Đấy, lên mã sản phẩm cho em là Q863 kèm theo số điện thoại. Quần này là quần suông, bò suông cho em. Đấy, bò giấy suông. Là mã này là 290 á. Mã này chứ là 290, bác nào vừa lấy luôn nhá. Mã này là 290.000. Là em có size các chị từ 55 đến 62 cân. 55 đến 62 cân, 290.000 đồng một quần. Lên mã sản phẩm cộng theo số điện thoại cho em. Cái này còn 5 chiếc. 5 chiếc của size 28 và size 29. Mã hàng chính là Q863, quần này là quần ngố. Quần ngố mã Q863 các chị lên đơn. Còn áo 09 là mã nào nhỉ? Thôi Q059 ạ, hết nhá các chị nhá. Còn mỗi một cái mà em thấy rất là nhiều chị chốt. Q22 là mã nào nhỉ? À có luôn, Q22 có. Vũ Thị Thanh ok chốt đá 365. Còn áo 09, 09 là mã nào nhỉ? Đây chị nào mặc vừa mã này chốt luôn này. Hết rồi còn mấy cái thôi. Là mã Q863 nhá. Q863 của size 28, 29. Các bác cứ lên đơn. Cái này có cái đai của nó rất là đẹp luôn. Cái đai xinh. Rồi Q863 còn 5 chiếc, bác nào lấy lên đơn nhá. Chị Trần Phương này. C5 C76 ok. Đinh Thị Gấm. Áo đá 902 à. 902 là mã nào ta? 902 xem bọn chị xem là mẫu nào. Tiếp theo lên các chị một mẫu áo đá nữa nhá. Mã này là mã C6. Mã này các chị lên là mã C6 cho em. Em mặc luôn với lại quần sóc bò nhá các bác nhá. Mặc với quần sóc bò luôn cho nó dễ nhìn, đẹp. Cái quần sóc bò khói, cái này cắt quy rồi đúng không? Đây, còn cái này cắt quy rồi.
các bọt khói Q103 là còn mấy chiếc của xe 26, 27, 28. Xe 26, 27, 28 các chị mình dưới 60 cân nhá. Dưới 60 cân em chốt đơn từ 45 đến 60 cân. Còn quần đùi trắng không à? Em hết chị ơi. Quần đùi trắng em chỉ còn size to thôi. Thì lấy cho em cái bác Q820 là quần ngố kìa. Quần ngố. Quần ngố xem còn size gì. Đây một tí nhá, em đang tìm mẫu. Bình Phương Nguyễn ok chốt Q863. Đá 02, bây giờ chốt vẫn được, chị Mai Thắng lên lại số điện thoại cho em nhá. Đây. Cái quần này của em là quần kiểu quần ngố. Thì chạy kiểu quần ngố cho em, mã này bao tiền đây? Còn màu gì? Còn màu gì? Màu trắng còn size gì? 235 triệu. Màu trắng là màu trắng còn 2627, cũng như là SM. Đây, 26, cái quần này màu trắng thì em còn size S và size M. Size 26, 27. Được chưa? SM tương đương với size 26, 27. Mẫu này các chị coi là Q Q bao nhiêu đấy? Q820. Còn màu gì? Màu trắng này. Màu trắng còn size S, size M nhá. Chốt đơn các chị dưới 6 cân. Màu xanh là size gì đây? Hay còn một cái size XL này. Màu đen còn size S này các chị này. Mẫu này bao tiền? 235.000. Em trả nốt 200 này. 235.000 hôm nay xem lốt 200 đa số là còn màu trắng. Để đưa chị Ngọc Trắng em ơi. Màu đen còn 2 chiếc size S. Còn màu xanh là còn một cái size XL. Mã này các chị gọi là Q gì ạ? Q820 nhá. Em sale 200. Q820 sale 200. Cái này còn một cái màu xanh size 3XL. Chị đào có tầm khoảng là 63 cân đổ lên tầm 66-67 cân. 63-66 cân đổ với em chốt đơn. 63 cân này 66 cân, con này xem lốt các chị là 200.000 này, còn một chiếc màu xanh nhá. Còn một chiếc màu xanh. Đấy bác nào vừa màu xanh các bác lên đơn này, còn màu trắng thì em có size S, size M. Tương đương với lại size 26, 27. Mã hàng là quần đùi khói ạ. Đợi em một tí chị Hoàng Xuyến ơi. Mã này các chị lên đơn cho em là mã Q820 cộng theo số điện thoại ạ. Con này của em đang kiểu dáng quần ngố các chị yêu nhá, kiểu dáng quần ngố cho em. Mã này em xả nốt 200.000. 200.000 nốt. Hôm trước là hết đấy các chị ơi, còn đúng hai cái màu xanh size to. Đấy chị ạ, còn hai cái màu xanh size to. Chị nào mặc vừa lên đơn nhá, đây đùi trắng đây. Các chị lấy quần kiểu quần ngố ngố này cũng đẹp này. Kiểu ngố này cũng đẹp này. Thế không bị ngắn đũ, đóng thích ngắn đũ, các chị lấy mẫu này cho em. Nó quần đến đùi ý. Chị Loan Võ đặt lại giúp em với tình yêu ơi, đặt lại cho em nhá. Rồi Q820 ạ. Hôm trước các chị đang mua 235, hôm nay em xả nốt 200. Đây đùi khói là mã Q103. Đùi khói là Q103 có size là dưới 60 cân đổ về, 45 cân đổ lên, có size 26, 27, 28. Cái mã khói này là em có cả dây lưng nhá. Chị ơi cái trắng này cho luôn một túi của em vậy không nó bẩn. Bỏ khói, cái này em có cả dây lưng, đợi cho em cái Q103 chị ơi. Lên rồi, đấy. Quần này là Q103 cho em quần sóc bỏ khói hàng Quảng Châu. Mã này là 270.000 một quần. Được chưa? 270.000 một quần, các chị lên đơn hàng Q103 cộng số điện thoại ạ. Chị yêu nào cứ tầm khoảng dưới 60 cân là mình lên đơn nhá. Cái quần khói là 270 ạ. Có size SML đấy, tương đương với lại size 26, 27, 28 này mình ơi. Tương đương với 26, 27, 28. Form lên đẹp lắm nha. Đây ạ, form lên đẹp luôn này. Ok chưa? Cái này có dây lưng đấy. Chị nào thích dây lưng, các chị lấy dây lưng luôn. Cái này là quần nó có kèm dây lưng hàng Quảng Châu. Cái dây lưng nó dây lưng ra đẹp lắm. Em lười tháo ra quá. Đấy chạy, dây lưng la, da của nó màu rất là đẹp luôn này. Xịn nhá. Ok chưa ạ? Đây các chị này. Rất là mềm luôn. Mã hàng chưa là Q103 cộng số điện thoại cho em 270. Em có đủ size đấy, quần này vẫn đủ size, còn số lượng ít thôi nhưng mà size số của nó vẫn đủ. Q103 là 270.000 một quần. Các chị lên mã phần cộng số điện thoại nhá. Ở sơ mi em có chị ơi. Có màu xanh nữa, màu xanh. Và em cứ lên màu khói trước nhá, em lên màu khác luôn này. Cho em xin một áo đá chị ơi. Em lên cái áo đá nhá, đây đây. Ok chưa? Bác nào chốt Q103 các bác cứ lên đơn ạ.
Em cảm ơn chị Đinh Hoa. Sóc trắng chị Hoàng Thị Hậu comment giúp em là sóc 820 nhá. Chị Hoàng Xuyến có áo đang mặc là mã em nhìn ạ, 365, đá 365. Áo đá em mặc là đá 365 là áo đá mô gấu. Đây các chị này. Ok chị ạ, đá 365 cộng số điện thoại dưới số 5 cân đổ về em chốt. Và các chị bây giờ em chỉ còn size LXL. Là các bác thì mình cứ tầm khoảng là 50 cân đến tầm 65 cân đổ về em chốt. 48 cân đủ lên các chị mặc được nhá. Tại vì là các chị thường là trung trung tuổi thì các chị bụng, các chị sẽ có bụng một chút là bắp tay chẳng hạn như thế. Thì các chị cứ lấy cho em cái size L này. Size L là tầm 48 cân đổ lên cũng mặc được. Tại vì nó giống bao gấu và hồng co giãn ấy. Đến tầm 65 cân đổ về em chốt. Cái phần này đính đá cho em này. Đấy thì rất là chắc luôn, nó sáng các chị nhá. Subin bon rồi ok chốt đơn ạ. Xanh nào chị? Chị Hiệp Kỳ rồi ok chốt ạ. Đá à, Q103. Cảm ơn chị Đinh Hoa. Đây các chị ơi, chốt mã này các chị lên cho em là mã C6. C6 mã em vẫn đủ màu đủ size luôn nhá, 1X 2X. Ok chị ạ, đủ màu đủ size luôn, 1X L 2XL ạ. Lấy cho chị cái chữ Paris đây xem nào. Không còn màu gì. Đây. Đây. Áo này em đã có màu xanh, màu đỏ, màu trắng, màu đen. 4 màu cho em, xanh, đỏ, trắng, đen, 4 màu size. Các chị dưới 65 cân đổ về em chốt. Dưới 65 cân đổ về đá hàng Quảng Châu ép nhiệt cho em nhá các chị nhá. Mã này là mã đùi xanh nhá. À đùi xanh thì vẫn đủ size chị. Chị Tường Trinh đợi em một chút. Xanh thì em có size 26, 27, 28. Nó vẫn tương đương với SML ấy. Thì có size các chị tầm khoảng 60 cân đổ về là mình vẫn bắt vừa cho em. Đây đùi xanh để đưa em đôi mẫu nào. Đùi xanh nó có mấy mã cơ. Đây đây đây, chỗ này luôn này. Đấy. Ừ còn ít, đùi xanh còn ít thôi. Đa số em bán được màu khói nhiều. Đây, màu xanh cũng đẹp này. Được chưa? Sóc này các chị có mày là sóc 099. Sóc 099. Đây từ từ ấy nhá, em sẽ lên từng dần dần từng mã một trước, không các chị lại nhầm mã. Đây là mã C6 này các chị này. Em đang có trắng, xanh, đỏ, đen. Trắng, xanh, đỏ, đen ạ. Mã này là 160.000 hàng đá Quảng Châu cho em, hàng đá ép nhiệt các chị này. Lên mã lên đơn và kèm số điện thoại trên là các chị mình chốt ở dưới 65 cân, chất siêu mát luôn. Về 1.000 áo bây giờ nó còn ít thôi các chị yêu nhá. Vừa về hôm qua, cái hàng này mới về hôm qua xong rồi bây giờ gần hết rồi. Mã này cho em là mã gì ạ? C6. Mình chọn màu chọn size vừa ạ. Chị Hương quê rồi ok. Áo này là 160.000 tình yêu ơi. Hàng Quảng Châu cho em đá rất là chắc luôn nhá. Đây. Xinh ơi là xinh luôn. Mã hàng trên là C6 ạ. Cộng số điện thoại cho em. Chị Đào Tạ có này. Xanh 200 mát. Xanh 200 không còn size bé đâu. Nó còn size 3XL Kiều Trinh ơi. Nó không còn size nhỏ. Áo này là 160.000 là mã C6 cho em. Mình chọn màu chọn size vừa cho em nhé các tình yêu nhá. Em nó có đỏ đen xanh trắng 4 màu. Đỏ đen xanh trắng 4 màu. Tiếp theo là cái phông chữ Paris kìa. Còn màu gì đây? Đây là phông này đây chị này. Phông xin này cho em này rất là đẹp. Nó là kiểu phông đơn giản. Uầy, em tưởng các chị không chốt C6 mà bây giờ comment nó ẩn bây giờ mới nhìn thấy này. Comment ẩn bây giờ mới nhìn thấy. Em thử con trắng này luôn nhé, xem trắng còn nhiều không. Tại vì đá này nó ép nhiệt, nó chắc lắm. Không, chị đang hỏi cái con C6 này cơ mà. Đâu còn mà. Nhiều tổ ong lắm. Sẽ có một tổ chứ lại vừa thì con ong vàng bay ở cái ong vàng. Ong bay ong làm tổ khắp nhà này. Đây các chị ơi, màu trắng này, C6 nha. Nay chốt áo đá bảo toàn hết size to mà dần vẫn còn bán á. Chị xem em xem có hay không? Có. Có nhưng mà ví dụ như chị nếu mà chị nó phải phụ thuộc cái chiều cao và cân nặng của chị nữa chứ không phải là cái nào mình cũng chốt vừa được. Đấy, như thế thì lại dễ với bọn em quá. VIP 3. Thế thì VIP 3 em tặng các chị luôn nhá. Thề luôn là em muốn bán cho khách lắm nhưng khách không vừa em không dám gửi. Đấy, không vừa thì các chị em gửi làm gì cho mất công ra đúng không? Có size vừa thì em mới gửi chứ không phải là em còn hàng em báo hết đâu. Đây phải có size các chị đọc vừa thì em mới dám gửi chứ. Đúng không ạ? Đây các chị này, C6 cho em nhá. Chị Nhài Vũ có Út Họ Phạm rồi ok. Áo thun cổ trụ là mã nào? Chị Nhài Vũ có Nguyễn Huệ này, Bùi Mỹ Duyên ok em chốt đơn hàng. Mình cứ chọn màu chọn size vừa cho em. Để chạy C6 màu đỏ này, C6 màu đen. Đó, C6 cho em màu xanh, màu trắng, 4 màu cho em. Mình chọn màu chọn size vừa nhé chị yêu nhé. Chọn màu chọn size vừa cho em áo đá. Tiếp theo cho em mã này là màu trắng còn hàng không?
Em lấy con nâu đi. Con nâu nâu nó cũng xinh này. Đây. Để chạm màu nâu cho em con nâu này nhá. Hôm nay mới về được bù cả màu nâu. Mã này là mã hát bao nhiêu đấy? Đây chị cái nâu mà ấy ra. Đây. Con nâu này cho em. Chất này. Còn quay chưa? Phê tít luôn. Cái phông này là cổ phông sắn tay cho em. Phông sắn tay chất thích mà mát lắm nghe các chị nhá. Em thiên các chị về chất luôn, các chị phải lo về chất lượng luôn. Mã hát mấy đây? H4 cho em. Phông này các chị yêu lên cho em là mã H4 và kèm với số điện thoại. Trời ơi, quần sóc áo phông này, đi giày thể thao quá đỉnh luôn. Đó, màu nâu nhá các chị ơi, bác nào tầm dưới 60 cân bác chốt mẫu này luôn cho em nhá. Màu nâu là từ 40 60 cân. Là các chị chọn màu này, màu trắng này, màu cốm và tông màu đen. Mình chọn màu cho em ạ, form dưới 60 cân đổ về. Ôi chất này mát lắm các chị ạ. Thực sự luôn ạ, cái form nó cũng trẻ trung nhá. Tay của nó là tay sắn gấu cho em. Đó, chữ này, toàn bộ dòng chữ in lụa cho em ạ. Lên mã liên hàng cho em là mã H4 ạ. H4 mình chọn màu cho em. Không, bạn lên kiểm tra các bạn chốt đơn xem sao. Là sao chị Vũ Mai? Cái áo nâu đằng sau là cái nào? Đây các chị này, chị lấy của em cái bộ VIP 3 đi. VIP 3 hôm nay em xem các bác mình chốt luôn nhá. Đây mã này là mã H4. Đấy chứ ạ, mã H4 cho em. Một cốm này còn 1-2 cái thôi. Cốm này em còn đúng 2 chiếc. Ở trên đầu chị kìa. Đây. Đấy đúng rồi. Nhìn trước mặt đi. Đây các chị nhá, mã này là mã gì ạ? H4 cho em. H4 cộng số điện thoại ạ. Chất phông này mặc thích nhá. Các chị yên tâm luôn. Mình cứ chọn màu cho em đi ạ. Áo lắng em còn chị ơi. CP30 hết sạch luôn, còn cái nào chị ơi. Chân váy em hết hàng, vừa về hôm trước. Tối là hôm sau là đến tầm khoảng 10 giờ hôm sau là không còn một cái nào luôn. Đây các chị ơi, trắng này trắng còn 1 hay 2 chiếc. Trắng còn 2-3 chiếc thôi. Trắng em còn 2-3 chiếc, các chị lên đơn hàng cho em. Phông này hàng Quảng Châu cho em nhá. Lên mã sản phẩm là H4 cộng số điện thoại ạ. Chị Ngọc Bích Hoàng có này, chị Hồng Nhung có này. Quần sóc em mặc là 270. Phông 5 màu trắng bên trái, bên nào là bên phải. Đây á, 5 màu này á cơ. Hàng này hàng 190 chị ơi. Con này là H1 đầu tiên đi. Mã này là 190.000. H1 đầu tiên, hàng này là 190. Đây, H1 đỏ xanh đen vàng trắng. H1 đỏ xanh đen vàng trắng 5 màu đây chị này. Mã này là 190.000, dưới 65 cân nhá. 40 65 cân em chốt. Đây mã này em lên lúc đầu like em lên là mấy lần rồi đấy. Đấy, các bác tí sẽ thua lại like xem của em với. Tí cô lại like xem của em với nhá. Ô H4 em chưa nói tiền à? Chưa. Trời ơi, cứ mãi giới thiệu mà quên báo giá tiền. Mã này là 139.000 chị ơi. 139.000. Trời đất ạ. Ôi, cứ mãi giới thiệu mà em quên không báo giá. Các chị chắc vẫn đang đợi nói giá để chốt đúng không? H4 cho em là 139.000 một áo. Chất phông này nó thấm mồ hôi dã man luôn. Chất phông này phông xịn đấy. Hàng này bên ngoài rẻ nhất là 180-200 một cái. Đây màu trắng đây. Chị nào chốt màu trắng này các chị lên đơn nhá. Ok chưa? Thì chạm sơ vi cũng đẹp, các chị để buông cũng đẹp luôn. Mã là 139.000 một áo. Mã hàng là H4. Em báo giá là hết hàng. Tại vì các chị biết là các chị mua áo này nhà em rất là rẻ. Chị Hương Quê có này, Tân Tú có, Tâm Bùi. Ok chốt màu cốm với trắng. Đấy có cả đen nhá, đen nâu này. Đen nâu trắng với cốm 4 màu cho em. Mẫu đính đá hình cô gái đội nón còn không? Còn đây chị ơi. Mẫu ISL ấy đúng không? Đây. Đây còn đây tình yêu. Cô gái đội mũ đây. Để chạm mã hình cô gái đội mũ em có. Từ từ nhá, em lên luôn bây giờ đấy ạ. Mã này H4 các chị chốt lên màu luôn cho em nhá. Cũng theo số điện thoại 139.000. Chị Lan Tạ có này. Chị Thiên Ngô rồi ok. Chị Xuân Lương comment mã hàng cho em đi ạ. Mã hàng với số điện thoại nhá. Comment áo màu sao em chốt được đơn chị. Tiếp mã này cho em đây, hình cô gái đội nón đây. Tình yêu ơi. Để chạy hình cô gái đội nón là mã C15. Mã này lên cho là mã C15 là áo đá. Để chạy hình cô gái chị này, đội nón cho em. Đính đá ép nhiệt các chị nhá. Mã hàng cho là mã C15 cộng số điện thoại ạ. C15, ôi VIP 3 đợi em mấy phút nữa nha. Em lên luôn, em qua một cái mẫu này sẽ lên luôn VIP 3 bây giờ đấy ạ. Đây, Huyền lấy trò túi luôn đi này. Mã này là có 5 màu liền. Đỏ, đen, xanh, hồng, trắng 5 màu. Dưới 65 cân em chốt. Mã này các chị lên đơn hàng cho là mã C15
C15 160. Em có sang các chị dưới 65 cân đổ về nhá. Dưới 65 cân đổ về em chốt đơn hàng ạ. H4 đen trắng. Chị Ninh Mai Nguyễn cho em xin lại số đi ạ. Hoàng Thị Hậu rồi ok chốt đơn. Mã này là em có màu xanh đấy chị này. Đấy chạy C15 màu xanh, C15 màu hồng này, C15 trên màu đen. Đấy chạy và C15 màu trắng màu đỏ cho em. Em có size là 1XL với 2XL. Trước đó các chị tầm khoảng là 43 cân đến 65 cân. 160.000 là giá bán trực tiếp trên livestream của em ạ. Đây C15 đây. Thế à, hết 2X á. Thế chị cứ lên lại mã hàng đi để em kiểm tra luôn. Chị Huyền ơi, xem của chị xem C15 này còn 2XL không? Sao nhân viên báo hết size 2X? Không biết là hết 2X của màu gì, tại vì có màu còn màu hết đi. Đấy, mẫu này em về 1.000 áo, bây giờ nó còn một ít thôi chị ạ. Nó không còn đủ số lượng nhiều ý. Đấy, chị Lưu Nhàn có là chị Lan Hương nhé. Chị cứ lên lại cho em xin số điện thoại của chị với ạ. Chị Hiệp Kỷ ok chốt C15. Chị Quế Phan ok chốt xanh đen này. Ờ, xanh đây hồng có luôn. Thế chị ạ, đỏ này. Không này, chất không nó mát lắm, nó không dày bình bịch đâu. Mà chất không nó đanh lắm nhé các chị nhé. Không cổ bọc viền cho em. Đây mã này cổ bọc viền cho em các chị này. Lên mã lên đơn cho là C15 mà kèm theo số điện thoại ạ. Giá bán trên line nhé là 160.000. Thấy không, thấy hay không? Nói chung là có size còn size hết nhá. Cái mẫu C15 này trắng đen thì có 2X thôi. Trắng đen thì có 2X, còn các màu kia đó chỉ còn size 1X thôi. Hồng, xanh, đỏ thì còn size 1X thôi. Còn màu xanh với màu còn màu trắng, màu đen thì có cả 1X là 2XL. Đấy, thì chắc là còn màu còn màu hết thì size còn size hết thì nó lẻ size chị ạ. Chị Cô Út, Họ Phạm có, Nguyễn Hương có, Đồng Nga, chị Hoài Thanh ok chốt đơn hàng 160.000 đồng với chị ông nhá. Lên mã lên đơn và kèm số điện thoại ạ. Đấy, chắc là còn màu hết thì nhân viên nó thấy báo sai hết thì nó báo vậy, chứ còn không có chuyện mà còn hàng là báo hết hàng đâu. Chẳng qua là em like đây thì bình thường nó có đủ sai như thế em sẽ báo vậy. Thì ngày mai lúc nào chốt đơn thì các bạn nhân viên thì em sẽ là cân đối về cái sai số các bạn sẽ báo ấy chị ơi nhá. Đấy, chị là màu xanh bây giờ hình như là chỉ còn 1X thôi ấy. Xanh, hồng, đỏ là còn 1XL, còn màu đen, màu trắng là còn size 1X là 2XL. Thế bây giờ chị cứ lên đơn cho em, nhân viên em sẽ tư vấn cho chị chọn sai số sau nhá. À, lên áo đá đi em ơi, đây áo đá đi thấy chị ơi. À, Quế Phan lên quần sóc đi, chị đặt lại à? Chị có nhớ cái mã hôm trước đặt không? Tại vì là hôm trước chị đặt, bây giờ nếu mà mấy hôm trước mà không được chốt thì bây giờ lại hết hàng rồi. Đấy, không còn một cái nào luôn, chị thông cảm nhé. Xem ưng mẫu này không đặt lại luôn này. Cái mẫu này là có size của chị vừa đấy. Mã này là Q103. Q103 với 099 luôn nhá. Em lấy chị riêng hai mẫu để size 29 luôn nhá. Ok chưa? Hình như là hôm trước chị cũng đặt mẫu này sao ấy. Đây này. Cái mã này là hàng 208 này. À đâu, đúng không? Cái mã 099. Đúng rồi, mã này là 280.000 này. Chị có lấy mẫu này không thì em để phần luôn không hết này. Tại vì là hôm trước chị hình như em cũng nhớ là chị có đặt mẫu này phải. Ok chưa? Đây là 099 là cái mã quần sóc màu xanh nhá. Còn Q103 là quần em mặc đây là em có size 26, 27, 28 là 280. Còn quần màu xanh là 209. Còn màu xanh là, à quên, quần màu khói này là 207. Còn quần màu xanh là 208. Em nhầm. Đấy, lấy luôn hai cái này size to nhá. Để em để lại cho C15 chị Hồng Phạm, ok. Rồi ôi, size 1X là size nhỏ đấy. Tóc vò không có size 30 chị ơi, em chỉ có từ 26, 27, 28 thôi. Đào Thị Chính đặt lại giúp em với chị ơi. Chị Hiền Phan ok, chị Chi Vũ ok, em chỗ đơn hàng ạ. Bác nào thích áo brown này. Đây đây, cái này, ô cái này về em còn chưa lên này. Cái áo bra cho em nhá. Quên đi tìm cho chị cái quần 103 với 099 size 29 cho chị. Để lấy cho chị Quế Phan luôn không hết. Tại vì là mỗi cái, mỗi mẫu nó còn có vài cái thôi. Hả? 103 là quần sóc, hai quần sóc, một cái xanh một cái khói. Đấy chị, một cái màu xanh một cái màu khói nhá. Đây các chị này, cái này là bao tiền nhỉ? Cái này là 140.000 một cái. Cái này có mấy màu mà, lấy màu đi cho em cái. Đây là áo bra này, cái này bên trong có đệm ngực cho em. Đây là chỗ nào nhỉ? Ở trên kia. Đấy chị ạ, có đệm ngực, cái này hàng một size cho em ạ. Giá chốt trên line là 140.000. Đây, 103 này. Ờ.
ghi hiệu chị bên ngoài chị Quế Phan luôn. Cái 103 là có dây lưng nhá. Cái gì nữa? Ờ, đấy. Cái này chưa có gì nữa. Với lại là 099, đỡ ơi để ý hiệu chị cái. Ở bên ngoài này. Size 29 đây ngoài này, ngoài này, ngoài này. Rồi C15 màu đen dồn đơn ok chị luôn. Đây. Đây em đếm tìm cái áo bra này đã. C3 còn đúng không nhỉ? Đấy em một tí. Thế nhá, vậy em lên cái bộ sock mặc có mắc da bên sườn nữa em. Còn nữa không? Có mắc da bên sườn có chị ơi. Mắc da bên sườn hình như nó là cái mã này. À không phải, cái này vẫn là 103. Đây 103 đây. Có cái mắc da bên sườn xem một em xem là sườn này. 23. Còn đâu, còn size 29. Không phải, cái mắc da bên sườn có cả màu khói hôm đấy mặc đi chơi là có hàng đấy. Không phải, đấy là quần ấy đâu, quần dài rồi. Đây là 095. Không còn một cái nào á? Đây 095. 095 nó là mã gì? Đấy là quần dài. Đây em một tí em tìm cho. 098. Đấy là 098. Đây em dơ cho chị ok thì em để lại luôn nhá. Đấy, dơ đi, cái này còn size to đấy, còn cái kia hết rồi. Đây. Cái này thì lấy cái này nó có size to này, mắc ra bên sườn đây. Mã quy 098, con này bao nhiêu tiền Huyền ơi? 265 à? Đây là 265. Đây đúng không? Cái là màu xanh này. Cái này 26, 27, 28 đây với chị xe 28 nhá. Ok chưa? Đấy, con này em để chị con này luôn. Chắc là ok rồi. Đây có mắc ra bên sườn đây. Không có cổ, em lên lúc đầu like tí vào loát lại đầu like của em xem đi ạ. Đây VIP 3, VIP 4 đây. Rồi em lên luôn. Áo bra tí em lên nhá. Để em cứ gọi là muốn lên cái này các chị lại bảo là lên cái kia đi em. Đây VIP 3 đi các bà ấy. Bây giờ chỉ còn size từ size S đến đến XL thôi. S, M, L, XL. Một khói còn không? Đây con 228 này rồi, đủ rồi. Đấy chị lấy cái hai này đi ok. Chiều hết nắp. Khách chị này là chị khách quen. Đâu? Thế rồi. Thế đây nhá, lấy hai cái này nhá, lấy một cái là mẫu của em đang mặc này với lại một cái màu xanh là có cái này có pha da cho em nhá. Ok, cho chị kiếm để luôn, không hết hàng đấy. Đấy. Hết. Kiểu áo mốt mới đi. Đấy, màu khói không còn đâu, màu khói chỉ còn màu kiểu em đang mặc thôi. Một khói chỉ kiếm cái mặc là mã quy 103 ấy. Lấy cái này đi, xong là mấy một cái pha da thì kia màu xanh cỡ khác nhau, hai cái đều pha da hết à chị. Đây là mã này là bộ VIP 3 cho em. VIP 3 thì em đang có cả viền nâu nhá, viền nâu với viền đen của cái viền quần này. Thì được viền nào mình lấy viền đấy hộ em, tại vì em không phải em dở từng bộ ra để em xem cái nào là viền nâu, cái nào viền đen được. Vì cái này là theo kiểu là theo lô rồi. Thì các chị lên mã này sẽ là bộ VIP 3. VIP 3 bác nào đang bộ mặc bộ này nhé em, các chị cho em xin một lời nhận xét với. Bây giờ em số lượng em còn ít. Được chưa? Thì giá này là em sell luôn nhá. Quần em mặc là 270 chị. Ok chốt chị Quế pha luôn hai quần đấy nhá. Xem còn ưng cái gì thì em gửi luôn một thể đi. Thế đây. Cái này. Còn bên này. Đây những gần tôi luyện ngồi. Thoải mái luôn. Ôi giấu kỹ lắm. Mỗi size 2X không còn nữa, còn là S, M, L, X là có đủ. Thế Huyền lên góc của chị cái quần vào. Đây. Đây bộ VIP 3 cho em nhá. VIP 3 là có size đến 65 cân đổ về, à 63 cân. 43 cân đến tầm 63, 64 cân đổ về em chốt đơn ạ. Bộ VIP 3 cộng theo số điện thoại ạ. Để chạm hôm nay theo nốt là hôm trước là 300 đúng không? Hôm nay em tặng luôn các chị 269.000 một bộ. Ok chưa? 269.000 đồng một bộ ạ. Hôm nay số lượng nó còn ít, các bác mình tranh thủ lấy luôn nhá. Bộ VIP 3 cộng số điện thoại. Có chị bảo Loan ơi chị chốt từ đầu vụ đến giờ không được bộ này, tại vì nhà em cứ về hàng là bị hết. Thế chạy hoặc là bị lẻ sai. Đấy chị nào chốt đơn các chị lên đơn hàng cho là bộ VIP 3. Ăn gì tôm không? Quá à. Thế mà vừa ăn no mấy bát rồi, ăn tối nhiều béo bụng lắm. VIP 3 có một màu thôi. Thế giấu đi ăn. Vi làm béo thì giấu ăn. VIP 3 kèm cho số điện thoại ạ. Chị Nhung Hoàng ơi, chị ơi để lại số điện thoại cho em đi. Để lại số điện thoại giúp em nhé, tại vì nó bị sót comment nhưng không phải em không gọi đâu.
kiểu Facebook nó bị giảm tương tác ấy, xong là nó ẩn hết comment luôn. Có comment thì hiện, có comment thì không, kể cả in đơn ra nó không hiện lên, hiện thị lên luôn ý. Chứ nhân viên thì em đến nhà, đến cửa hàng em là phải gọi điện từ sáng đến tối luôn. Thế là không thể nào để sót đơn hàng của khách được, trừ khi là nó không hiển thị comment thì em mới không gọi được thôi. Các chị mình thông cảm nhá. Mình không thấy bên em gọi đi chốt đơn, các chị mình có thể gọi điện trực tiếp giúp em với, hoặc là mình đặt lại ở trên live của em với nhá. Đây mã này các chị lên đơn hàng là bộ VIP 3. Hàng đẹp lắm, em cảm ơn bộ VIP 3 đẹp lắm, em cảm ơn chị. Đây em xem nốt là 269, hôm nay được rẻ hơn các bác mình được tiện em nhá. Tại vì bộ này em không về bù nữa, với lại là em cắt mẫu luôn. Chị Lan Hương có, chị Hương Quê có này, Minh Nguyễn ok. Có thể trên live bây giờ em nhìn thấy mọi người nhá, nhưng mà đến lúc mà in đơn ra là không có comment đấy luôn, không có số điện thoại đấy luôn. Đấy, thì thi thoảng bị sót đơn hàng các chị cũng thông cảm cho em với. Mã là VIP 3 cho em, giá là 269.000. Ok chị, 269 đồng này, form này đẹp lắm mà nó không bị cắn chỉ, chất liệu co giãn ốm chiều cho em. Thì hiện tại bây giờ em chỉ còn từ size S đến size XL thôi. Các bác nhà mình cứ tầm khoảng là dưới 63-64 cân đổ về em chốt đơn hàng. Đấy chưa, 63-64 cân đổ về em chốt đơn. Tiếp theo bộ VIP 4 luôn nhá. Cái VIP 4 đây là bộ LV đúng không? Ừ. Đây này, bộ VIP 4 nó sẽ là bộ LV. Size số của nó cũng như bộ VIP 3 luôn đấy. Em nói luôn là nó có thể là viền, có thể là viền như này này, viền kẻ nâu nâu này, có thể là viền đen như này cho em. Thì các chị cũng gọi là hoan hỉ giúp em cái viền cạp nhá. Tại vì nó có hai viền cạp đấy. Thì nó ở trong cái túi rồi, thì em không thể nào em bỏ từng cái túi ra để em chọn viền các chị mình được. Nói chung là cái viền cạp cũng không quan trọng, thì mình mặc cái này thì nó cũng che cái viền đi rồi ấy. Ok chưa? Đấy, mẫu đẹp lắm luôn ý. Chất này thì em bán từ đầu vụ đến giờ rồi. Thì giá hôm trước các chị vẫn đang mua nhé là 300 bộ này, thì hôm nay em giảm các chị nút là 269.000 đồng một bộ. Bộ VIP 3 cho em nhá. Đây, tiếp theo em lên bộ VIP 4 luôn đây. Bộ VIP 4 của nó sẽ là kiểu là tay lưới. VIP 4 là tay lưới cho em. Đêm nay sợ bão to. Mối nó bay vào nhà nhiều này. Tay VIP 4 tay lưới thì các chị bây giờ cứ lấy một bộ VIP 3, bộ VIP 4 đi. Kiểu nó khác nhau, một cái là tay lưới, một cái là không tay lưới. Một cái là họa tiết LV, một cái là họa tiết là vừa sạc cho em. Mã này em có size là hiện tại bây giờ là cứ từ 43 cân đến tầm khoảng là 60, 63 cân nhá. Còn size to hơn thì em hết. Đấy, 2XL, 3XL nhà em hết. Hiện tại bây giờ chỉ còn từ S đến XL thôi. Mã này em tặng các chị nốt là 269.000 đồng nhé chịu nhá. Em xả nốt là 269.000. Lên mã lên đơn và kèm số điện thoại là bộ VIP 4 ạ. Bác nào trượt mẫu này hôm nay đặt luôn cả hai bộ VIP 3, VIP 4 luôn đi. Đấy. Có chị bây giờ hôm trước các chị còn điện, các chị kiện em vào Loan ơi chị đặt nhà mày từ cái lúc mà có cái bộ này rồi bây giờ chị vẫn không đặt được. Ôi này toàn bị trượt chung là hoặc là hết size ấy. Thì bây giờ em đang còn từ CSXL, chị nào mặc vừa mình lên luôn nhá. Lên luôn số điện thoại giúp em là bộ VIP 4 ạ. 269.000 đồng một bộ cho em. Không có cổ đằng sau em là 190, chị ơi nó là mã H1, H2, tí chị vào xem lại like của em chị Hiền Trần nhá, cho mình đặt hộ em với. Chị Nguyệt Phạm có, chị Tuyết Trần ok, Bùi Mỹ Duyên ok, chúc ơn à. Lên mã sản phẩm cộng số điện thoại, em qua mẫu nhá các chị ơi. Em lên các chị một ít áo đá với áo thổ luôn nhá. Đấy, ngắm kỹ hộ em với, em chuyển mẫu này, cái này là theo này. Đấy chưa, chạy viền sọc cho em, theo hết cho em. Đó, cái này là viền theo này, và tay lưới. Mặc rất là đẹp luôn, cái form này chị nào bụng to bụng béo là mặc nó không bị lộ nhá các chị nhá. Đây. Bộ em bán rất là nhiều luôn. Bây giờ là kiểu bán nhiều các chị cũng đã mua cũng khá rồi. Bây giờ em sẽ chuyển sang mẫu khác. Vừa mấy dạo trước chị mua 300, bây giờ nó còn ít thì em cắt mẫu em sale 269 chị yêu ơi. Bây giờ lại kiện em về giá rồi đây này. Trần Thị Oanh, chị Kim Oanh, Tuyết Trần, Minh Phạm ok em chốt đơn. Rồi em qua mẫu luôn nha. Đứng nguồn lúc là các chị lại kiện em chết. Đang bán là 300 bây giờ giảm xuống còn 269. Ok chưa? Thôi mình được mặc rồi, bây giờ mọi người em còn một ít thì em cắt mẫu luôn. Các chị đừng chửi em đem bán rẻ đấy nhá. Hoan hỉ giúp em. Nào em qua mẫu luôn ạ. Là gì đây đây? Cái bị ơ này. Yêu này còn ít luôn. Cầm lấy chiếc. Hả? Mập nhỉ. Muốn mập nhỉ. Ông ngủ lâu rồi. Cái này hình như là không biết là còn đủ size không.
còn nguyên size M nhá. Còn nguyên size M. Để chạm bác nào mặc vừa thì em tặng nốt các chị mã này cắt mẫu luôn nhá. Là mã đá 330. Đá 330 mà kèm theo số điện thoại cho em. Còn nguyên size M đây, em mặc vừa size M này. Các chị nào mặc vừa thì chốt luôn. Áo đá thổ. Con này hàng 195 em đang bán nhá. Này, các bộ với các chị luôn đi. À, size M chốt dưới 55 cân. Chị yêu nào mặc vừa áo này là các chị lên luôn đơn cho em là đá 330 ạ. Con này là hàng em đang bán là 195, em xả luôn là 165.000 một áo. Còn nguyên size M 40 cân đến tầm 55 cân đổ về em chốt. Rồi đính đá cho em này. Cái gì? Hả? Từ từ. Mã này là mã gì nhỉ? Quần ống suông em vừa bán xong rồi chị Đức Hùng ơi. Tí vào xem lại like của em nhá. Bây giờ cũng muộn thì em sẽ không lên lại mẫu nữa. Bây giờ có mẫu nào lẻn thì em sẽ lên luôn. À, mã này các chị lên đơn hàng cho em là đá 330. Em sale là 165.000. Hàng 195 các chị nhá. Đây chị này, em còn nguyên size M. Chị nào mà vừa size M các bác mình lấy rồi. Đá 330. Đá 330 kèm theo số điện thoại. Chị Hoàng Tình em cảm ơn nha, nhận được hàng rồi xịn sò lắm, em cảm ơn tình yêu. Đây các chị này, cái đá này các chị đang mua ngoài hơn 300 này. Các chị nhìn cho em từ cái tem túi của nó luôn. Để cho tem túi mác của nó luôn ạ, dòng tem 2 cho em. Đấy em bán 195 mà các chị đã bảo là mua rẻ rồi nhá. Bây giờ em còn nguyên size M em xả các chị nốt là 165.000. Lên mã sản phẩm là đá 330 cộng số điện thoại ạ. Váy cho cái nốt này ngày mai em lên nhá, thì ở ngoài cửa hàng em còn rất là nhiều cái váy hoa đi biển nữa các chị này. Váy hoa em còn nhiều lắm, không phải có một cái đâu, thì ngày mai em ra cửa hàng em lấy. Còn đây là kho, em không có hàng đấy. Cái đấy em bán lẻ ngoài cửa hàng thôi, thì ngày mai em thanh lý luôn nhá. Tại vì em không có duyên bán váy. Có bao nhiêu đấy em ngày mai em xả hết cho các chị, được không ạ? Chỉ có hơn 100.000 thôi. Rồi em qua mẫu nha. Đá 330 em qua mẫu này. Tiếp theo các bác lên chỗ này cho em là ô cái này lại còn XL này. Dạy chớ trêu thế, có cái lại có nguyên M, có cái lại có nguyên XL. Đây có cả size L luôn. Mã này có cả size L và XL nhá. Đây là đá gì ạ? 367. Đá 367 các chị lên đơn ạ. Đây đá 367 cho em. Xinh chưa? Ok chưa ạ? Đá 367 các chị lên đơn hàng. Hôm nay thì em chốt đơn các chị tầm khoảng là 50 cân đến tầm khoảng là 65 cân em có sai. Huyền ơi, lấy cho chị cái bộ Quảng Châu, cái đồ bộ ấy, bây giờ nó còn nguyên size to kìa. Cho các chị lấy kèm đơn hàng luôn. Đây này, ở trên này này. Trên này này. Chuẩn bị bạc cái này nhiều mối dã man luôn ấy. Mà mối nhà mình béo kinh khủng luôn. Mối nhà em mập dã man. Trời ơi đừng mưa nhá, hôm nay vừa mới dọn ở trước cửa nhà xong. Các chị ơi, mẫu em đang còn nguyên size LXL nhá. Mã hàng thì là đá 367. Đá 367 kèm số điện thoại. Con này thì thôi cũng theo các chị bằng tiền luôn là 165.000 nhá. 165.000. Lên mã lên đơn cho em mà cộng theo số điện thoại cho là các chị chốt đơn hàng. 195 bây giờ cũng sale các chị là 165.000. Mã cộng số điện thoại cho là các chị chốt đơn. Đá của dòng đá thổ rất là đẹp luôn mà đá ép nhiệt các chị nhá. Hôm nay các chị mua được giá hời luôn. 165.000 một áo. Lên đơn hàng và kèm theo số điện thoại ạ. Con này là có size các chị dưới 65 cân đổ về và trên 50 cân đổ lên. Đến 65 cân đổ về. Chị nào mặc vừa thì chốt luôn, em còn số lượng ít thôi. Cái này còn tầm khoảng là 7-8 chiếc thôi ạ. Chắc là còn chục chiếc quay đầu. Chục chiếc quay đầu cho em. Size LXL. Bò giấy em còn chị Hoàng Tình, ký vào xem lại like giúp em nhá. Chị Uyên Phạm, Trần Hoa, Lan Hương này, Ngân Hoa ok chốt đơn hàng. Đá 367, Uyên Phạm có này, Trần Hoa có này. Còn LXL 2 size, còn chục cái thôi. Em xả nốt là 165.000 một áo. Ok chưa, bác nào mà hay ngày nào cũng xem like của em các chị biết là giá bình thường em nó bán là 195 đúng không? Bây giờ em sale là 165 tại vì nó còn 10 cái và còn nguyên size LXL hết size M nhá, lẻ size. Em tiếp theo cho em luôn. Ô chị Hoa ơi. À đây là 332. Vâng. Ừ. Ừ.
các bác một cái đá đen nhá. Đá đen này mã đạt 925. Chị xem một em giá tiền nhá. Chống nắng dài có, chống nắng ngắn có. Kiểm hộ em lại đá 369 còn hàng không? Đây. Các chị đá này, đá đổi màu này. Ok chị, đá đổi màu rất là đẹp luôn. Mã này là đá 3. À quên, đá 925. Đá 925 cộng số điện thoại cho em ạ. Bao tiền chị? Mã này là có đủ size đúng không? Rồi mã này thì có đủ size đủ số luôn, đá 925 ạ. Đá 925 kèm số điện thoại này, có size các chị từ khoảng là 45 đến 65 cân nhá. Đủ size số ạ. Mã này 180.000. 180.000 đồng một áo. Lên đơn hàng mà kèm số điện thoại trên là các chị chốt đơn ạ, đá 925 ạ. 180.000 ạ. Mã này 180. À chị ơi lên sóc bò đi ạ, hôm trước sốt mà không được gọi à. Sóc bò thì bây giờ mình chỉ còn cái mã Q103 này, Q099 này. Một mã nữa là sóc bò nhá. Thế nào? Bây giờ chỉ còn Q103 với Q099 là còn hàng thôi. À một mã nữa. Q093 hay sao ấy. Rồi mã này đá 925 cho em là 180.000 nhá chị nhá. Đá vừa rồi là mã bao nhiêu á? Vừa rồi là bao nhiêu chị Hoa đang cầm tay đấy? Đá 367 đúng không? Cái đá thổ vừa rồi là đá 367, em còn 2 size LXL. Còn mã này là đá 925 cho em. Trời ơi cái gương này. Chết mất thôi. Cái này nó bay vào quần áo có sao không? Sợ nó chết cái con mối này này. Mối to lắm ấy, mối béo. Đây đá 925 các chị này. Sáng dã man luôn nhá. Đấy đá chắc này, cổ này, cổ gen đính đá ép nhiệt cho em ạ. Đá 925 cộng số điện thoại là 100. Mã này cho em là 180.000 một áo, 180. Em còn một ít bộ này các chị nhá, còn size to. Bộ này còn một ít bộ size to, hàng này hơn 400 các chị này. Thì bây giờ thì em sale nốt nhá. Là các bác thì mình tầm khoảng 57 cân đổ lên, 57 cân đến tầm 65 66 cân đổ về em chốt đơn. 57 cân đến tầm 65 66 cân đổ về là em còn size LXL, các chị lên đơn hàng chỉ là bộ B826. Ok chưa? Bộ B826 các chị lên đơn hàng, bộ đen thanh lý nốt các chị là 150.000. Ok chưa? Em thanh lý nốt các chị là 150.000 ạ. Bộ này là bộ chất cốt tông hàng Quảng Châu các chị nhá. Chất cốt tông hàng Quảng Châu, cả một bộ dài tay như... à quên, một bộ quần dài áo cộc tay có mũ như này ạ. Em sale nốt các chị 150. Là form này chốt đơn các chị tầm 57 cân đến tầm 65 cân. 57 cân đến 65 cân đổ về chốt đơn hàng ạ. Bộ cho em là bộ B826 ạ. Sản nốt là 150.000. 367 ok. 8815 mà. Chị cứ comment mã hàng chị Nguyễn Lan ơi, chị Nguyễn Tươi rồi ok. Mình nhớ cái mã hàng mình cứ để lại số điện thoại thôi, mã hàng số điện thoại cho em. Đây các chị chọn cho màu nâu bò nhá. Nâu bò màu đen với tông màu xanh than, ba màu cho em. Hình như bộ này có cả màu rêu hay sao ấy. Có màu rêu đấy. Đúng không? Đây này, bộ đẹp ơi là đẹp luôn nha, còn size lẻ size nhá, còn LXL 2 size đấy ạ. Lên mã bộ cho em là bộ B826. Em tặng nốt các chị là 150.000. Em thử các chị xem cái form của nó luôn nhá. Đẹp lắm các chị ơi, nhìn hàng này. Để cho bộ này các chị vẫn đang mua hơn 400 đấy. Nhưng bây giờ em lẻ size và còn size to thôi. Chị dơ không thì mặc được. Đấy, em chỉ dơ thôi chứ còn nếu mà size L em có 52 cân em không mặc vừa. Đắt nào mặc từ 57 cân đủ lên các chị chốt nhá. Xinh dã man, B826 bây giờ em xả còn rẻ hơn cả hàng của là hàng Việt Nam luôn. Chất nó mắt lạnh luôn các chị này. Bộ B826 em tặng nước các chị là 150. Chọn màu chọn size vừa cho em nhá. Màu đen, màu bò với màu xanh than. Đen bò xanh than còn ít thôi. Có 150 một bộ đấy các chị ơi. Rồi B826 á, 3 màu. Nhận hàng kiểm hàng cho em thoải mái. Chị Liễu Nguyễn ok, Nguyễn Tươi có này. Chị Hương Phạm có này, Nguyễn Thúy có. Thúy Thúy rồi ok, chốt đơn hàng ạ. B826 cộng số điện thoại ạ. Rồi qua mẫu đi chị ơi. Thế em chuyển mẫu nhá, tại bộ này em không mặc vừa đâu. Tại vì bộ này là em mặc size M nhưng hết size M. Bây giờ còn LXL thôi. Bây giờ chỉ còn size L và XL. Chị nào mặc vừa thì mình lấy luôn đi. Đấy chứ, hiếm khi em bán size to lắm. Em bộ này hàng Quảng Châu, form đẹp chất mắt lạnh luôn, chị nào đã mua được trước thì em bán các chị biết chất rồi đấy. Bây giờ nó lẻ size lẻ số thì em thanh lý luôn. Giá lốt là 150.000 cả bộ. Tiếp theo bộ này cho em là bộ B801 đâu nhỉ? Đấy ở bộ rẻ rẻ nha. Có mỗi màu đỏ. Còn mỗi đỏ ăn đâu mà không thấy. Có cái gì? Em để ở dưới đi. Đấy.
bốn màu này à? Vâng. Bốn màu như này là bộ này là bộ B801 thì các chị cũng chọn màu chọn size vừa cho em nhé. Bộ này cũng 2000 lúc các chị là 150 này. Chọn hộ em là bộ B801 kèm số điện thoại ạ. Màu đen thì còn XL. Màu đỏ còn LXL này, màu rêu là còn LXL, màu be còn size XL cho em. Mình chọn màu chọn size vừa là bộ B801. Ok chị ạ, B801 các chị lên đơn và kèm số điện thoại từ 5758 cân đến tầm 6566 cân đổ về em chốt đơn nhé. 6566 cân đổ về ạ. Em tặng nốt các chị là 150.000 cả bộ cho em là bộ B801. Ok chị ạ, rồi B801 các chị chốt đơn nhá. Đây các chị nhìn hàng này. Để chị áo đẹp xuất sắc luôn. Đây là màu đen, đây tông màu rêu ạ. Đây tông màu rêu cho em. Thanh lý nốt các chị 150 bộ. Ok chị ạ, đây màu be nhá. Đây màu be này. Và tông màu đỏ, mình chọn màu chọn size vừa cho em. Rồi các chị cứ lấy một bộ B826, một bộ B801 cho em luôn đi. 150 ạ, 150 một bộ. Đợt trước các chị mua hơn 400.000 bộ đấy. Nếu mà các chị mua giá lẻ bên ngoài ấy. Đấy mà hàng này còn em còn ôm được sale nhá. Nếu mà không ôm được sale giá nó cao hơn nữa cơ. Bây giờ tặng lúc các chị có 150.000 bộ B801 cộng số điện thoại cho em là bộ có mũ kẻ cho em ạ. Quần trắng em mặc hết hàng rồi chị ơi. Quần trắng em mặc hết hàng nhá. Đây này. Mình chọn màu chọn size cho em. Đó, có 150 cả bộ này cho em ạ. Quá xứng đáng luôn. Rồi chị Trương Hạnh Huy rồi ạ. Chị Nguyễn Thị Duyên Hải này, chị Thơm Lê này, chị Hương Nguyễn có này. B801 em còn ít hơn bộ B826 nhá. Các chị nhìn nhanh tay mình còn mới có bộ này đấy. Thanh Ninh rồi ok. 66 cân đổ về. Đấy chứ ạ, đa số là còn XL. Đấy chị ơi, treo cái bỏ này, cái mẫu này ra chỗ B801 của em này. Ôi thế luôn, mình ở trong này nó còn bụi. Không biết là ở ngoài đường thế nào. Áo này 180 em ơi. Mã này là mã 925. Mã này là mã 925, 180. Bất. Đây là mã giá 332 cho em. Bất tình hình đó. Đây mã này cũng đủ size luôn. Mã này đủ size. Cái đá 332 có đủ size số luôn nha. Con này thì mặc gọi là quá đẹp luôn. Đây các chị này, trông cái này thôi nhưng mặc lên là họa tiết của nó cực xinh luôn nhá. Mã này là đá 332. Được chưa? Hàng cao cấp cho em này. Đá 332 và cộng cho số điện thoại trên là các chị mình chốt đơn hàng nhé. Con đá thổ này chất cực sướng. Đây mẫu đá 332 các chị lên đơn này. 45-65 cân em chốt ạ. Mã này là 195.000 một áo các chị nhắc đủ size số luôn. 195.000 ạ. Lên cho em chuẩn mã hàng mà kèm với số điện thoại là mã đá 332 ạ. Bộ tròn lỡ em còn chị ơi. Tròn lỡ không biết là còn mấy bộ hay sao ấy. Tròn lỡ em còn nguyên size M với size L thôi chị nhá. Mã này là đá 332 cho em 195.000. Đủ size từ 45-65 cân. 195.000 đồng cho em một áo các chị này. Siêu tinh luôn, đá bo gấu. Cái phần đằng trước là đính đá cho em ép nhiệt các chị ơi nhá. Cái họa tiết của nó cũng đẹp này. Họa tiết của nó đen viền đen họa tiết nâu cho em. Đá 332. Các chị lên đơn ạ. Tiến Vũ rồi ạ, Trần Hoa có, Lan Nguyễn ok. Các chị này. Đắp nào mà kiểu là hay mặc cái dòng áo đá ấy, các chị nhìn qua cái form này, để chặn cái mác này, cái túi của nó này là các chị biết luôn là hàng đẹp hay hàng xấu. Đấy, mà các chị mua những cái dòng đá này toàn trên 300 đá ngoài nhá các chị nhá. Mã này bán các chị 195.000 là nó có đủ màu đủ size. Được chưa? Đủ size số luôn là 44 45 cân đến dưới 65 cân em chốt đơn hàng ạ. Đi nhá. Sao? À đấy. Sáng nhá. Đời sao nó phải khổ thế đấy. Là không có thì em cho đúng không? Đang có nhiều tiền đâu. Rồi đá 32, đá 332 cho em. Chị Lan Nguyễn Hoàng Hồng có ấy. Chị Đặng Liễu có ấy. Chị Hương Nguyễn ok. Để các chị cứ lên chuẩn mã hàng và cách số điện thoại cho em là các chị mình chốt đơn nhé. Em có nhiều mẫu lắm ấy. Bây giờ mà một buổi em không thể nào lên được hết mẫu luôn. Đấy, một buổi không thể lên được hết mẫu luôn. Nó có tầm khoảng là mấy trăm mẫu áo đá. Nguyên cái mẫu kiểu như này này, mấy trăm mẫu cơ.
quần sóc. Quyền lấy cho chị Loan Mai một cái quần Q09 thì size 29 kìa, không có hết kìa. Cất riêng cho chị Loan kìa. 099 à? Ừ, size 29 chị bảo thế. Các chị buồn ngủ chưa để em lên tiếp mẫu nào? À thế à, tròn lỡ à, thế thì tròn lỡ hôm nay em tặng luôn nhá. Tròn lỡ xem bây giờ còn size gì để xả luôn cho các chị luôn đi. Hôm nay các chị được mua là cái giá mà giá cuối là em xả luôn các bác. Nga Mùi Thu sao đấy chị ơi, hỏi em cái gì đấy, em comment em không nhìn thấy đâu. Rồi ok chị Nguyễn Định, chị Thơm Nguyễn, ok chút đá 332 này. Lấy cho các chị mấy mẫu nữa nhá, cho các chị xem đỡ phải gọi là đỡ mất kiểu mất công ship cho các chị đặt luôn một thể. Trông nắng dài hôm nay em sale 390. Ôi thề luôn, hay là hôm nay nghỉ nhá. Để mai em tranh thủ em đen. Bây giờ nhà em có nhiều chắc bão hay sao, nhiều cái con mối bay vào nhà, tắt điện đi nó bay vào nhà hết đây này. Sợ nó rơi vào quần áo là hỏng đồ ấy. Ngày mai em lên nhé các chị nhá. Thôi bây giờ các chị ngủ đi cho sớm. Để chắc mai cuối tuần em lên tranh thủ một lúc. Ừ. Nhá, bye bye các chị yêu ạ. Chúc các chị ngủ ngon.